tiết mục tiếng thơ. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Bóng. Xin chào quý vị và các bạn. Như đã hẹn, Tìm Trong Kho Bóng hôm nay đi vào những vần thơ nôm giàu chất trữ tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, năm 1964, giáo sư Trần Thanh Mại đã phát hiện và công bố tập Lưu Hương Ký, gồm 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài thơ chữ Nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, do bạn thơ Tốn Phong Thị viết tựa. Đáng nói là, ngôn từ tâm sự các bài thơ Nôm trong tập thơ này đậm chất trữ tình, khác với hình dung về một tài nữ đáo để sắc sảo trong hầu hết thơ Nôm truyền tụng. Nói như vậy, không có nghĩa là mảng thơ nôm Hồ Xuân Hương truyền khẩu trong dân gian hoàn toàn là tinh nghịch, diễu nhại. Bài đầu tiên trong Cảm Hứng, Cảm Năm Cũ, Tiễn Xuân Mới, nghệ sĩ nhân dân Vương Hà chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây, hơi thơ nhẹ nhàng, ý nhị, thể hiện một hồn thơ nhiều tâm sự. Xuân này nào phải cái xuân xưa, có sớm ư thời lại có chưa, cửa đồng hoa còn thớt bóng, buồng thoa oanh khéo dập dìu thơ. Phong lưu trước mắt bình hương nguội, quang cảnh trong đời chiếc gối mơ. Cân vàng nửa quý vị và các bạn thân mến,
chính vì có giọng điệu thơ cá biệt trong bối cảnh thi đàn thời bấy giờ. Trường hợp phong cách tác giả Hồ Xuân Hương được đặc biệt chú ý và khai thác về sau này. Giọng điệu diễu nhại, trội lên đã phần nào làm mờ đi chất trữ tình, cũng là một trong những yếu tố xuất hiện một cách khá đều đặn trong thơ nôm của Người Trốn Cổ Nguyệt Đường. Mời quý vị và các bạn nghe và cảm nhận màu sắc trữ tình qua một số áng thơ nôm chính danh cũng như truyền tụng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chất trữ tình xuất hiện đây đó trong những áng thơ lâu nay vẫn được đánh giá là phong tình táo bạo của Hồ Xuân Hương. Một số bài cảm hứng trữ tình trội hơn cả chất diễu nhại. Đáng chú ý có bài Cảnh Thu với những câu Thánh thót tàu tiêu mấy giọt mưa, bút thần khôn vẽ cảnh tiêu sơ, xanh om cổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ, bầu dốc giang sơn say chấp rượu, túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ. Có hai câu chuyện xung quanh sự ra đời của bài Cảnh Thu. Một là nhân tiết xuân, Xuân Hương đi vãn cảnh chùa, tức cảnh sinh tình. Một thuyết nữa là nhân buổi nữ sĩ hầu rượu quan phủ lệnh vịnh thơ mà thành. Dù với hoàn cảnh ra đời nào, cũng thấy được tâm hồn đầy cảm xúc hòa quyện với chuyển động của thiên nhiên tạo hóa. Tài quan sát và ngôn ngữ của nữ sĩ cũng được thể hiện một cách đầy thuyết phục qua bài Cảnh Thu với những câu đặc tả, phải nói là vô cùng gợi hình, gợi thanh, gợi cảm. Bài thơ nôm viết về Hồ Trúc Bạch có bốn câu mà họa bút tài tình nên toàn bộ đường nét của địa danh này. Một chiếc thuyền nan một mái chèo, đáy hồ đứng lặng, nước trong veo, quanh co thành cỏ đường lai láng, chen trúc nhà thôn vẻ gấm thêu, ngũ xã cầu dài đường khách thẳng, châu long thềm rộng mái chùa cao. Tuy rằng câu kết cũng như hầu hết thơ quốc âm Hồ Xuân Hương, nghĩa là nhiều ẩn dụ sắc sảo, nhưng nhìn chung toàn bài vẫn một màu sắc nhịp nhàng tươi sáng, giải bày sự linh động trong cả quan sát và ý thơ. Tương tự, bài Vọng Tây Hồ Hoài Hữu mang mang niềm hoài cảm trước non nước Thăng Long. Phong cảnh Tây Hồ chẳng khác xưa, người Đồng Châu trước biết bao xa, Nhật Tân đê lở nhưng còn lối, Trấn Bắc rêu phong vẫn ngấn thơ. Nọ vực châu vàng trăng nhạt bóng, kìa non phượng đất khói tuôn mờ. Bài Ngại Ngùng Tương Truyền của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bên cạnh việc sử dụng một số từ cổ như lưu giản, tức làm thơ trước lúc chia tay, hay cầm thông, tức âm thanh tiếng gió lùa và tán thông, thì ngôn từ, lời lẽ cũng rất nhẹ nhàng ý tứ. Ngại ngùng trưng những lúc phân kỳ, vó ký dùng rằng bước chẳng đi, tưởng nước non này trăng gió ấy, thấu tình trăng nhẽ khách tương chi. Từ câu đầu đến câu cuối không thấy đâu bóng dáng ngoa ngôn đáo để. Chấp cả hàn phong, xiết cả xương, trước rào sum họp tấm bao vàng, yêu vì vãn tuyết hương càng lạ, lẫn với phàm hoa sắc cũng thường. Những câu trong bài Vịnh Hoa Cúc hài hòa giữa tâm thế ung dung tự tại của người tự tin về tài thơ mà vẫn dạt dào cảm xúc trước vẻ thiên nhiên tiêu sơ. Thơ truyền tụng là vậy, đến những bài thơ nôm có nhan đề bằng chữ Hán trong tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương rõ đều mang tính ý nhị trữ tình, thể hiện một tâm hồn kín đáo sâu sắc. Từ bài Xuân Hương Tặng Hiệp Quận, các bài được đoán định là họa thơ hoặc viết cho đại thi hào Nguyễn Du như bài Nhân Tặng, bài Họa Thanh Liên Nguyên Vận, Họa Nhân, Hoài Cựu, Thạch Đình Tặng, hai bài Chí Hiên Tặng, Bạch Đằng Giang Tặng Biệt, bài Thệ Viết Hữu Cảm, hai bài Tự Than Thân. Hoàng Giang Ngộ Hữu Hỷ Phú, Mừng Gặp Bạn Ở Sông Hoàng, hay các bài Họa Bạn Thơ Tốn Phong, họa lại thơ Mai Sơn Phủ cho thấy một nữ sĩ Hồ Xuân Hương khá dịu dàng, ý nhị. Chất trữ tình như một gợi mở về một Hồ Xuân Hương không đơn thuần như nhân gian truyền tụng.
từ đó cho thấy những khía cạnh trong tâm hồn và tài thơ của một nữ sĩ xưa nay vẫn được định danh gắn với dòng thơ nôm thanh tục. Thanh thoát nghi tàu tiêu mấy giọt mưa, khe này khéo vẽ cảnh tiêu sơ, xanh um cổ thụ tròn xòe tan trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ bầu dốc giang sơn say chấp rượu túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ thấy cảnh mà chẳng ngần ngơ. Bài Cảnh Thu quý vị và các bạn vừa nghe qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung cho thấy tài dùng chữ điều khiển các tính từ đặc tả một cách đắc địa của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Bất công bao nhiêu dối lừa trong đời sống tạo nhiều là nhiều lầm than nên đã xuất hiện một nàng tiên bao đấng anh hùng phải ngã nghiêng tài hoa xuất chúng là bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương đời bà chân chân dân ta than phục muôn sâu biết danh tấm lòng thương nhiều lắm lụa là vẫn thơ như những chuỗi ngọc hừng vầng quang muôn sắc muôn hình tự biến xanh đàn sao nhắc đến bà chúa thơ nôm chân hòa lòng thương ngàn sao nhắc về chất chữ tình, một cảm hứng góc khuất trong cảm hứng thơ của tác giả Lưu Hương Ký. Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên có những phát hiện đi đến kết luận về sự hài hòa trong nhiều giọng điệu thơ. Trong thơ nôm của Xuân Hương hoặc là những bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương có một cái mảng là thơ chữ tình. Ở đây lại thấy một Hồ Xuân Hương hoàn toàn khác. Nhưng mà không phải như thế là đối lập. Với lại cái phong cách gọi là tinh nghịch, hóm hình, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đấy là phong cách Hồ Xuân Hương. Tức là ngôn ngữ trau chuốt, hình ảnh chọn lọc kỹ càng và cái tình được trải ra khá là rộng. Như thế thì có nghĩa là vẫn hoàn toàn có thể
thấy là không mâu thuẫn gì với cái tinh nghịch rồi cái hó mình kia. Vì là đối với một con người nghệ sĩ thì người ta có thể có nhiều mảng thơ khác nhau, nhiều phong cách khác nhau, nhưng mà vẫn là của một Hồ Xuân Hương mà chúng ta vẫn thấy từ trước giờ. Đây tôi có thể đọc bài Canh Khuya để thính giả được nghe. Canh khuya văng vẳng chống canh dồn, chờ cái hồng nhan mấy nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xin ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy chòm, ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình son trẻ tí con. Đây là một bài tả canh khuya hoàn toàn. Nó vẫn có một cái ẩn hiện đâu đây một chút tinh nghịch đủ để cho người đọc liên tưởng trong cái trường ngữ nghĩa của ngôn ngữ thơ. Thế nhưng mà nó thanh hơn rất nhiều so với những cái bài tả về hát các cớ hay bài đánh đu hay là bài bánh trôi hay là bài cái quạt, thì cái bài canh khuya này là nó thanh hơn rất nhiều và cái chất trữ tình nó nổi lên rất nhiều. Kia cái chất tinh nghịch, cái chất bỡn cợt dẻo dại nó nổi lên thì đây là cái chất trữ tình nó nổi lên, nó ưu trội hơn, nhưng mà người ta vẫn thấy có một cái gì đó Hồ Xuân Hương theo đúng nghĩa của nó, không trộn lẫn vào phong cách người khác được. Hay là cái bài Cảnh Thu cũng là một bài thơ khá hay nhưng mà rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không thể nói là không phải của Hồ Xuân Hương, hay ít nhất là không thuộc phong cách Hồ Xuân Hương. Tôi sẽ đọc cái bài này, tên cái bài thơ là Cảnh Thu. Thánh thoát tàu tiêu mấy giọt mưa, bút thần khôn vẽ cảnh tiêu sơ, xanh om cổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn say chấp rượu, túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ. Thì đây là một bài thơ tả cảnh thu, chúng ta thấy không có gì xa lạ lắm. Tuy thế nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ra, để ý thì vẫn thấy đâu đó vẫn là phảng phất cái phong cách Hồ Xuân Hương, chứ không phải là người khuyên. Không phải là ao thu lặng lẽo, nước trong veo mà chiếc thần câu bé tẻo teo đâu. Sóng nước theo làn hơi gợn tí, lá vàng theo gió sẽ đưa vào. Thì đấy là một phong cách của Nguyễn Khuyến rõ ràng, còn đây là phong cách Hồ Xuân Hương rõ ràng. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, tập Lưu Hương Ký lẫn thơ nôm truyền tụng đều thể hiện nữ sĩ Hồ Xuân Hương có mối giao tình với nhiều văn nhân tài tử. Bên cạnh Nguyễn Hầu, tức Nguyễn Du, Trần Hầu, Tốn Phong Thị, Mai Sơn Phủ, Thạch Đình, Cự Đình, Thanh Liên, Chí Hiên, thì Chiêu Hồ là người có nhiều thơ sướng họa với Hồ Xuân Hương. Các cuộc đấu thơ cũng cho thấy tài năng 1910 với bà chúa thơ nôm của danh tính một nhân vật vẫn còn ẩn số với độc giả hôm nay. Tương truyền, giữa Xuân Hương với Chiêu Hồ đã xảy ra một cuộc đấu thơ giằng dai hết sức nghịch ngợm, được dân gian lưu truyền khắp các vùng. Có ý kiến cho Chiêu Hồ tức Phạm Đình Hổ, nhưng cũng có ý kiến khác xem Chiêu Hồ chỉ là một nhân vật dân gian. Cả những bài thơ tương truyền do Xuân Hương sướng họa với Chiêu Hồ cũng vậy. Có những tài liệu lại không chép là Chiêu Hồ mà chỉ ghi đó là một trang nam tử, vì Phạm Đình Hổ là người nghiêm trang, khắc khổ, rời xa thanh sắc. Cuộc đấu thơ khởi đầu nghe đâu chính từ hai câu thơ của Chiêu Hồ đưa tới ghẹo Xuân Hương. Người cổ lại còn đeo thói nguyệt, buồng xuân chi để lạnh mùi hương. Đó là hai câu thơ chiết tự trong Hán văn, chữ cổ ghép với chữ nguyệt là chữ hồ, chỉ họ của Xuân Hương. Nhưng nghĩa câu thơ lại có ý châm chọc. Con người đã cổ xưa cũ kỹ rồi, mà lại còn có thói trăng gió trăng hoa. Còn câu sau là ghép tên với Xuân, với Hương. Nhưng cũng có ý xỏ xiên nói, nàng là cô gái còn xuân xanh, mà sao lại để phòng lạnh lẽo làm chi? Thấy Chiêu Hồ nhiều lần làm thơ cợt ghẹo mình như thế, Xuân Hương đã gửi bài thơ trách mỉa Chiêu Hồ như sau. Những bấy lâu nay luống nhắn nhe toan những sự gầm ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè.
Rõ ràng ý thơ mỉa Chiêu Hổ chỉ được cái mạnh mồm, chứ thực sự thì còn rụt rè lắm. Chiêu Hổ bị chọc tức, không nhịn được, liền có thơ họa lại ngay. Hỡi hỡi cô bay tới bảo nhe không được gậy ông ghè chẳng vỡ ông ghè mãi rồi lâu cũng phải rè. Thơ Chiêu Hổ chỉ là những câu nói bừa, khiến Hồ Xuân Hương đọc xong cũng không nhịn được cười. Lối nói bừa ấy thể hiện ở một bài thơ khác. Số là có lần Xuân Hương ngỏ ý vay Chiêu Hổ 5 quan tiền. Chiêu Hổ đã bằng lòng hẹn cho vay, nhưng lúc đưa tiền thì có 3 quan. Xuân Hương bực mình, làm bài thơ trách Chiêu Hổ. Sao nói rằng 5 lại có 3? Trách người quân tử hẹn sai ra. Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin nắm lá đa. Nguyệt đây là chỉ ngôi nhà cổ Nguyệt Đường của Xuân Hương bên Hồ Tây, mà cũng là chỉ cung trăng, nơi theo truyền thuyết dân gian, có thằng cuội ngồi gốc cây đa ở trên đó. Bởi thế câu dưới mới hỏi xin Chiêu Hổ nắm lá đa, ý bảo Chiêu Hổ nói dối như cuội. Bị coi khinh là cuội, chàng Hổ tức quá, lại giở ngón nghề nói bừa, họa luôn một bài nguyên vận như sau. Rằng gián thì 5, quý có 3, bởi người vụng tính, tính không ra. Ừ rồi thong thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Cứ bị coi thường mãi, Xuân Hương không chịu lép, đã vọt lên xưng là chị, lại còn đem cái tên Hổ ra mà đánh đồng với cái chốn ấy, cái hang hầm của bà. Anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? Này này chị bảo cho mà biết, chốn ấy hang hầm chớ mó tay. Hầm tức hùm, tên khác chỉ con hổ mà cũng ám chỉ tên Chiêu Hổ theo ý xỏ xiên. Chiêu Hổ cay lắm, nhưng hổ đâu phải tay vừa, càng cay thì lại càng cùn hơn, liền có một bài thơ họa áp đảo hẳn đối phương. Này ông tỉnh, này ông say, này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày, hang hùm ví bẵng không ai mó, sao có hùm con bỗng chốc tay? Giọng thơ đúng là giọng say khật khưỡng, không rõ là Xuân Hương không chấp người say, hay là ý thơ có điều gì đó làm bà chạnh lòng. Từ đó người ta không thấy Xuân Hương sướng họa gì với Chiêu Hổ nữa. Nhắn nhẹ toàn những sự hồn ghê, gùn ghè những vẫn còn chưa dám hỡi hỡi cô bay tố hào nhẹ, hào nhẹ không được gây ông ghè, ông ghè không được ông ghè mãi, ghè mãi rồi lâu cũng phải rè.
rằng năm lại có ba. Trách người quân tử hẹn sai ra, bao giờ thông thả lên chơi nguyệt. Nhớ hai năm lá đa. Rằng gian thì năm quý có ba, bởi người thục nữ tính không ra, ừ rồi thong thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày. Này này, chị bảo cho mà biết, chốn ấy chớ mò tay, này ông tình, này ông say, này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày, hàng hùm ví bằng không ai mó, sao có hùm con bỗng chóc tay. Những bài thơ nôm Chiêu Hồ, Họa Xuân Hương đã kết lại Tìm Trong Kho Báu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Báu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh thời nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương. Thật là tinh quái, những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu, thi trung hữu họa, nghĩa là trong thơ có vẻ. Nhà thơ Xuân Hương thì lại là thi trung hữu quỷ, tức trong thơ có quỷ. Còn giáo sư Lê Quảng Hàm chẳng rõ khen hay chê rằng trong suốt tập thơ của nàng không mấy bài là không có lạ lơi, dầu tả cảnh gì, vịnh vật gì cũng vậy. Mà tiếc thay, nhời văn thật là trải chuốt, giọng văn thật là êm đềm. Giáo sư, nhà văn Trương Tửu thì giải thích, Xuân Hương bị nỗi u hoài chua chát ám ảnh, đó là khát vọng tiềm thức, là sự hiện thân của tội gốc. Những đánh giá này nhìn chung vẫn còn khách quan hơn nhiều so với cái nhìn không mấy thiện cảm trước đó của giới cựu học về vấn đề dâm tục trong thơ nôm Hồ Xuân Hương. Tìm trong kho báu hôm nay đưa ra một số góc nhìn hiện đại về vấn đề này. Bốn cột khen ai khéo khéo chồng, người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. Trai đu gối hạc, khom khom cật gái uốn lưng ông, ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quân hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song, trời xuân có biết xuân trăng ta, cọc nhỏ đi rồi lỗ bỏ không. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương vừa chuyển tới các bạn bài thơ Đánh Đu của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn Hồ Xuân Hương Hoài Niệm Phồn Thực xuất bản cách đây hơn 20 năm, nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy bình về bài Đánh Đu. Thiên tài Hồ Xuân Hương miêu tả cảnh đánh đu rất đẹp, đầy hình ảnh, màu sắc. Động tác gợi được không khí xuân, vẻ đẹp của thân thể con người cũng được miêu tả gợi cảm. Đồng thời bằng tài nghệ của mình, nhà thơ đã dựng lên nghĩa lấp lửng, phục nguyên được ý nghĩa phồn thực của trò chơi đánh đu. Nhiều năm sau, nhà phê bình có xu hướng tiếp cận văn học từ hệ thống văn hóa vẫn nhất quán với quan điểm thơ Hồ Xuân Hương dày đặc các biểu tượng phồn thực, vốn là một giá trị văn hóa. Nhưng nếu tín ngưỡng phồn thực được tôn vinh trong các lễ hội, thì thơ Hồ Xuân Hương lại bị coi như vi phạm cấm kỵ. Làm thế nào để chứng minh được thơ Hồ Xuân Hương vừa thiêng vừa tục, vừa thanh vừa tục? Hay đúng hơn, thiêng tục là một, thanh tục là một. Vượt qua được cám dỗ của học thuyết Freud với đường mòn dồn nén ẩn ức thăng hoa. Có lẽ đi tìm một hệ hình mới bằng cách lần theo đường dây lịch sử. Từ thơ Hồ Xuân Hương đến văn hóa dâm tục, đến lễ hội nông nghiệp, rồi đến tục thờ cúng sinh thực khí và cuối cùng là tín ngưỡng phồn thực. Như vậy, điểm mấu chốt đích đến của hành trình ngược thời gian này là tín ngưỡng phồn thực. Một tín ngưỡng xuất hiện từ thời đá mới, khi nhân loại vừa biết trồng trọt và chăn nuôi,
cầu mong sinh sôi nảy nở. Vậy, tín ngưỡng phồn thực là niềm tin, sự cầu mong sinh sôi nảy nở ở động vật, cây cối và cả ở con người. Chỉ sau này, khi xã hội phân hóa, nhất là khi xuất hiện các tôn giáo lớn với chủ nghĩa cấm dục hoặc tiết dục, thiêng tục mới giã ra thành những yếu tố độc lập và đối lập, và dâm tục trở thành cấm kỵ. Nghiên cứu Hồ Xuân Hương cần chú ý đến hệ thống biểu tượng phồn thực rất phong phú và đa dạng trong thơ bà. Có thể chia chúng thành biểu tượng gốc và biểu tượng phái sinh. Biểu tượng gốc như hang, động, khe, giếng, hầm, chỉ âm vật. Sừng, chày, chỉ dương vật. Đánh đu, giã gạo, chỉ hành động tính giao. Liên quan đến siêu mẫu, mang ý nghĩa phồn thực cả trong văn bản thơ Hồ Xuân Hương lẫn trong ngôn ngữ thường ngày. Đó là kho trời chung mà nữ sĩ lấy làm vô tận của riêng mình. Biểu tượng phái sinh như cái quạt, miệng túi càn khôn, chỉ âm vật. Con suốt, đầu sư, cán cân, dao cầu, chỉ dương vật. Dệt cửi, ong, châm, dê, húc, chỉ hành động tính giao, là sáng tạo riêng của cá nhân Hồ Xuân Hương. Biểu tượng phái sinh chỉ có ý nghĩa phồn thực trong thơ Hồ Xuân Hương. Còn ngoài vùng phủ sóng ấy, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, nó không hề gợi đến cái ấy, chuyện ấy. Một điều đáng lưu ý là, ở mỗi biểu tượng thơ Hồ Xuân Hương đều lấp lánh hai nghĩa thiêng và tục, thanh và tục. Ví như, đánh đu là một trong những biểu tượng tính giao, có lẽ cổ sơ hơn cả. Đó là một trò chơi không thể thiếu được trong những ngày Tết hoặc hội xuân ở làng quê. Mùa xuân là lúc trời đất âm dương giao hòa, thuận lợi cho muôn vật sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, để cân bằng âm dương, thường thì một nam một nữ cùng chơi. Trường hợp bất đắc dĩ, nếu hai người cùng giới lên đánh thì những kẻ ngồi trông ở bên dưới phải khác giới. Khi cây đu chuyển động thì chính là sự chuyển động vị trí của người đàn ông và người đàn bà. Đây là sự bù trừ đắp đổi, sự giao hòa năng lượng nam và năng lượng nữ mang ý nghĩa phồn thực. Ví dụ bài thơ Đánh đu của Hồ Xuân Hương đầy những chuyển động, những màu sắc, không khí tươi vui của xuân trong trời đất và xuân trong lòng người. Trai đu gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng, bốn mảnh quần hồng bay phới phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Những hình ảnh trên cộng với cách dùng từ dôi nghĩa như chồng, tiếng miền Bắc đọc chạch là chồng, xếp chồng lên nhau, chồng vợ. Bốn cột khen ai khéo khéo chồng. Phụ âm đầu trong câu, cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không. Các từ lái đôi đầy ám ảnh. Khéo khéo, khom khom, ngửa ngửa, phới phới, song song. Làm bài thơ dậy lên nghĩa khác, nghĩa tục, chỉ hành động tính giao. Như vậy, những biểu tượng phồn thực trong thơ Hồ Xuân Hương vừa không phải là tục, vừa là tục. Bởi nó gắn liền với một điều thiêng liêng là sự cầu mong sinh sôi nảy nở trong mùa màng con người, động vật, cây cối. Trong ý thức dân gian, người nông dân cũng không coi đó đơn thuần là dâm tục, vì người ta không tách rời những biểu tượng này khỏi sự cầu mong phồn thực. Trong các lễ hội, thơ Hồ Xuân Hương là sự vi phạm một cách trang nghiêm các cấm kỵ do ý thức xã hội dựng lên. Những lễ hội là một không gian thời gian đặc biệt. Trong đó, những cái không thể của đời thường đã trở thành có thể. Nên cái hành động bất thường làm vi phạm cấm kỵ kia được chấp nhận là bình thường. Còn thơ Hồ Xuân Hương, vi phạm cấm kỵ trong đời thường, giữa thanh thiên bạch nhật, bằng chữ nghĩa, bằng thơ. Chính điều này đã gây một phản ứng dữ dội của các ý thức chính thống. Còn về phía nhà thơ thì đó là một thách thức lớn đối với xã hội và với bản thân bà. Có thể nói, luận thuyết tín ngưỡng phồn thực
không những làm cho thơ Hồ Xuân Hương thành một chỉnh thể, mà còn mở ra cho nó những chiều kích tư tưởng và thẩm mỹ mới. Cuộc phiêu lưu này đã ngộ ra được một điều là một hiện tượng văn học quá khứ chỉ có thể bộc lộ được giá trị của nó trong cái nhìn của thời hiện đại, của lý thuyết và phương pháp hiện đại. Qua những phân tích về việc có hay không chữ dâm tục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy đã đưa ra một câu trả lời xác đáng rằng cái dâm, cái tục trong thơ Hồ Xuân Hương vừa là có, vừa là không. Và ông chứng minh điều đó với một lối tư duy nhất nguyên, khoa học và thuyết phục. Thắp ngọn đèn lên, thấy trăng phôi, còn có mấp mây suốt đêm thâu. Hai chân đạp xuống nắng nắng nhắc một suốt đi đâm ngang thích thích. Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau. Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ chờ đến dạy màu. Quý vị và các bạn thân mến, thơ Hồ Xuân Hương cùng với thơ tiền bối Ức Trai Nguyễn Trãi hay cùng thời với bà là đại thi hào Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều khi vượt biên giới đến tay độc giả thế giới đều được mến chuộng. Riêng với thơ Nôm Hồ Xuân Hương, bên cạnh sự yêu thích còn là một ngạc nhiên lớn. Có lẽ vì trong con mắt của thế giới, lịch sử đất nước ta gắn liền với hình ảnh chế độ phong kiến và những cuộc chiến tranh liên miên. Truyền thống văn chương thì đã đành, nhưng lại có một nữ sĩ từ cách đây hơn 200 năm đã sáng tác thơ ca với khẩu khí vừa ngang tàng vừa tài hoa như vậy, kể cũng đáng tán tụng. Tiến sĩ Trần Trọng Dương trong các trao đổi sau đây với biên tập viên chương trình đã tóm lược về tư chất thơ ca Hồ Xuân Hương qua cách nhìn đối chiếu từ hiện tượng tới thời cuộc. Thưa tiến sĩ Trần Trọng Dương, về trường hợp thơ Nôm Hồ Xuân Hương, một cái trường hợp có thể nói là có 102 trong lịch sử văn học. Tới nay thì có lẽ là cũng có nhiều người muốn tiếp nối, nhưng mà rất là khó để có một Hồ Xuân Hương thứ hai, phải không ạ? Hồ Xuân Hương thì rõ ràng là một trường hợp đặc biệt của thi ca Việt Nam. Và từ trước đến giờ thì chúng tôi cũng chưa từng thấy những cái tác giả nữ nào mà lại có một cái giọng thơ đặc biệt như là Hồ Xuân Hương. Có người gọi bà là nhà thơ phồn thực, hoài niệm phồn thực. Là tất cả những cái gì bị giấu kín, bị ém nhẹm, bị bưng bít về cái đời sống tính dục thì đã được Hồ Xuân Hương tung hay ở trong thơ Nôm của mình. Cho nên Xuân Diệu mới ca ngợi rằng bà là bà chúa thơ Nôm. Bà chúa ở đây không chỉ đơn thuần là về mặt ngôn từ đâu, mà về phương diện nội dung. Cho nên là khi thơ Nôm Hồ Xuân Hương được giáo sư John Balaban dịch sang tiếng Anh ấy, thì nó trở thành một bestseller của giai đoạn đó, khi bán được hơn 20.000 bản ở Mỹ. Người Mỹ lạ lùng, bởi vì chưa bao giờ họ thấy một cái tác phẩm của dân tộc Việt Nam, như họ biết chỉ là biết đánh nhau, họ chỉ biết chiến tranh về Việt Nam thôi, nhưng mà không nghĩ rằng là trong lịch sử cách đây 200 năm
khi mà Mỹ còn vừa mới lập quốc thì đã có một cái nhà thơ nữ viết toàn về những vấn đề tính dục. Nhìn cái gì cũng ra tính dục. Và đối với họ, tưởng những người sống ở Việt Nam thời đó chỉ có biết nho giáo thôi. Hóa ra họ cũng rất là đời thường. Từ cái bánh trôi nước, từ cái giếng, cái quạt, cái khung cửi, những việc tầm thường như thế. Thế mà qua thơ của Xuân Hương, nó lại đều lấp lánh những cái câu chuyện dí dỏm, những cái câu chuyện khúc khích mà ở đời thường không ai dám nói, thì Hồ Xuân Hương lại nói hết vào trong thơ bằng những cái hình ảnh mà đọc lên. Rõ ràng nó là cái khung cửi đấy, nó là quả mít đấy, nhưng ai cũng hiểu là Hồ Xuân Hương đang nói về chuyện gì. Những cái điểm thanh tục ở trong thơ Hồ Xuân Hương đã chạm vào cái miền gọi là tất cả dân gian truyền khẩu đều cảm thấy là những cái điều thú vị. Nó có thể bắt nguồn từ nhiều hướng khác nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn tự chung lại là những cái thầm kín của con người. Theo anh, đó là những cái sự cố ý của nhà thơ Hồ Xuân Hương khi mà muốn chạm tới những cái điều mà có thể khiến người ta tò mò, hay đấy là cái bản năng của bạn? Thực ra Hồ Xuân Hương không phải là người đầu tiên vịnh về tính dục, viết thơ về tính dục. Trước đó còn có những ông quan mũ cao áo dài, có những ông làm quan đến tận ba chiều như Nguyễn Bá Lân chẳng hạn. Ông viết bài Ngã Ba Hạc Phú, tả cái ngã ba sông Bạch Hạc mà như tả một người con gái, với cái ngôn ngữ đầy tính dục ở trong đó. Thế thì Hồ Xuân Hương chỉ là một sự tiếp nối, nhưng mà sự tiếp nối được đẩy lên đến cao trào hơn. Nguyễn Bá Lân chỉ có một bài, còn Hồ Xuân Hương hàng chục bài, cùng một phong cách, cùng một kiểu nội dung, cùng một thứ ngôn ngữ, vừa hài hước, vừa diễu nhại, vừa thanh, vừa tục, vừa dâm mà lại vừa cao sang. Cái đó không phải ai cũng có thể viết được. Theo tiến sĩ Trần Trọng Dương thì chúng ta nên nhìn nhận Hồ Xuân Hương hay là những bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương ở cái góc độ nào để thấy được cái khát vọng sống gửi gắm qua những cái áng thơ nôm? Viết những cái tục mà vẫn thanh, viết những cái tầm thường mà vẫn cao sang, thì ở đời này tôi nghĩ là không mấy nhà thơ có thể viết được như vậy. Ví dụ ta đọc một cái bài như là bài Vịnh Cái Quạt của bà, nó cái văn hóa của người Việt xưa là ai đi đâu cũng phải có một cái quạt phe phẩy trong tay. Đấy là một cái thứ văn hóa hiện nay đã mất, không ai tưởng tượng ra. Và khi vịnh cái quạt thì bà lại trở thành vịnh cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên này tác hợp tự ngàn xưa, chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Thì không còn là miêu tả cái quạt nữa rồi, đúng không ạ? Câu thơ đầu tiên là một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, thì người ta đã bị ám dụ bằng một cái hình ảnh khác. Đấy. Đến câu sau là duyên này tác hợp tự ngàn xưa thì nó không còn là cái chuyện là đi xỏ các cái nan quạt nữa, mà trở thành cái duyên phận. Quan trọng nhất là hai cái câu cuối, chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thì vẫn thừa. Mô tả cái quạt nhưng mà lại thực ra là mô tả người phụ nữ. Và cái chữ đắt nhất ở trong này tôi nghĩ là chữ da và chữ thịt. Nó làm cho cái quạt không còn là cái quạt nữa, mà nhìn cái quạt người ta thấy đây là đang ca ngợi người phụ nữ. Mà ca ngợi không phải là ca ngợi vẻ đẹp bình thường, mà vẻ đẹp tính dục. Điều đó trong thơ cổ không nhiều người làm được. Và với cái kiểu viết thanh nhưng mà ý tục, nhưng mà cái tục đấy nó lại rất gần với cái đời người, rất gần với nhân sinh. Kể cả những nhà nho vào triều có thể nói văn, nói chữ, nhưng mà tôi đảm bảo về nhà là vẫn ngâm thơ Hồ Xuân Hương. Cho nên là cái sức sống của Hồ Xuân Hương không phải là sức sống của một thời đại đó, mà là sức sống xuyên thời đại. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Trần Trọng Dương. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bài thơ nôm của Hồ Xuân Hương tương truyền ra đời nhanh chóng trong những hoàn cảnh nữ sĩ lúc thì tức cảnh sinh tình thả bút, khi lại tức trí không đừng được mà xuất khẩu thành thơ. Mời quý vị và các bạn nghe một số giai thoại về tài nghệ này của bà chúa thơ nôm. Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng tài hoa, lại hay bày ra các cuộc sướng họa văn thơ ở trong nhà để làm vui, nên khách khứa thường lui tới nhà bà rất đông. Trong số đó, những khách yêu chuộng văn chương mà đến thì cũng có, song hạng khách vô công dỗi nghề vì tò mò hoặc vì sĩ diện hão mà đến cũng không phải là hiếm. Một hôm, có một công tử con quan học hành thì dốt nát, nhưng áo quần lúc nào cũng bảnh bao,
đến chơi nhà Xuân Hương. Lúc ấy, bà đang bận ở trong nhà và cũng đã biết đó là một anh chàng tầm thường không muốn tiếp, bèn cho con sen ra mời chầu. Cơi chầu có quả cau bổ đôi kèm theo mảnh giấy để hai câu thơ như sau. Mảnh tình ví xẻ làm đôi được, mảnh để trong nhà, mảnh để ra. Công tử xem thơ xong, chừng liệu sức mình không đối chọi nổi, bỏ cả chầu không dám ăn, lặng lẽ chuồn về luôn. Nhưng được mấy hôm, không hiểu tiếc rẻ như thế nào, người ta lại thấy chàng công tử ấy dẫn xác đến. Lần này, Xuân Hương lại sai người làm bưng cơi chầu ra mời. Chàng công tử giơ tay định nhót miếng chầu ăn. Chẳng ngờ lại thấy có mảnh giấy với bài thơ tứ tuyệt rằng: quả cau nho nhỏ miếng chầu hôi, này của Xuân Hương đã quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Công tử đọc đi đọc lại mãi mà vẫn chẳng hiểu ý tứ thế nào. Sau nghĩ kỹ mấy chữ này của Xuân Hương đã quệt rồi, cảm thấy lờ mờ rằng mình bị xỏ, nhưng lại lúng túng mãi chẳng biết đường họa. Thế là lần thứ hai, chàng công tử tốt mã ấy lại đành bỏ chầu chuồn thẳng. Nghe đâu từ đấy cậu cả không còn dám lai vãng tới cửa nhà Xuân Hương nữa. Một hôm, Hồ Xuân Hương đến thăm chùa Địch Lộng ở vùng Ninh Bình. Thấy khắp chùa chỗ nào cũng nhan nhản những thơ đề vịnh, Xuân Hương thú lắm, liền đi dạo xem. Đang lúc ấy, bỗng có hai người ăn diện bảnh bao, có tiểu đồng theo hầu, bước vào chùa. Họ ngắm cảnh một lát, rồi một người lấy bút đề lên khoảng tường trắng bài thơ rằng: thấy tớ thong song dạo cảnh chùa, cầm thư lưng túi, rượu lưng hồ. Cá khe lắng kệ, đầu ngơ ngác, chim núi nghe kinh, cổ gật gù. Then cửa từ bi chen chật cánh, nén hương tế độ cắm đầy lò. Nam mô khẽ hỏi nhà sư tí, phúc đức nhà ngươi được mấy bồ. Người ấy vừa buông bút, người thứ hai đã vội khen lấy khen để, rồi đón lấy bút nói: bây giờ đệ xin phép bác cũng thử vịnh mấy vần chơi cho vui nhé. Bài thơ như sau: mây tan mưa tạnh liễu xanh om, qua mái thiền quan ghé mắt dòm, ngoài cửa vòng tay hai chú béo, trong gian chấm gối một anh còm. Chênh vênh án kệ chuông vàng tía, lấp ló bình hương Phật đỏ lòm. Tới cảnh lấy chi mà vãng cảnh, quỳ hai gối xuống gật xòm xòm. Bài thơ vừa đề xong thì người thứ nhất cũng khen lại rối rít. Thế rồi kẻ trước người sau cứ tâng bốc nhau mãi lên tận mây xanh. Xuân Hương đứng gần đấy lên làm lạ tới xem thử. Nhưng khi đọc thơ xong thì bà thấy ngượng cho những ý tứ sỗ sàng trong hai bài thơ, liền thủng thẳng bình: tôi thấy lời lẽ trong thơ các vị không xứng đáng là lời của người quân tử. Hai vị kia có vẻ không bằng lòng nói: chị đã có ý chê thơ của chúng tôi như thế, vậy nhà chị thử họa một bài xem thế nào. Xuân Hương trả lời ngay: gì chứ họa thơ của hai thầy thì cũng dễ thôi, chỉ trừ khi có hạn vần thì mới khó họa. Hai người cũng tỏ vẻ ta đây sành sỏi trong làng thơ, liền nói luôn: hạn vần sao lại khó được, chị thử hạn vần rồi chúng tôi họa cho mà coi. Xuân Hương mới đọc câu: lượng cả xin ông chớ hẹp hòi, rồi bảo: đó, các thầy họa đi. Hai người kia ngẩn mặt ra nghĩ mãi, sau có một người phải đọc liều: sẽ lại gần đây tớ thầm hòi. Thầm hòi, đọc lái là hỏi thầm. Rồi họ chống chế cho đỡ thẹn: giá chỉ cho vịnh hắn một vật thì chúng tôi mới có hứng mà làm chứ. Xuân Hương đáp: thế cũng được, vậy hãy vịnh thơ cái chuông mà hạn vần uông ở câu thứ hai đi. Hai người đã chót lỡ lời
đành phải ngồi nặng óc suy nghĩ. Đánh vần đã vã cả mồ hôi trán mà thơ vẫn chưa ra được câu nào. Sau Xuân Hương thấy họ cứ chuông vì uông mãi, sốt ruột mới đọc hai câu rằng: Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông, nó bảo nhau rằng ấy ái uông. Vừa là làm giúp mà lại vừa có ý nói móc hai người, rồi nhân tiện thấy họ cứ làm bộ hay thơ mãi, Xuân Hương ghét mặt mới đọc dồn luôn cho bốn câu nữa. Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tói, muốn sống đem vôi quét trả đền. Lòi tói là tiếng cổ, có nghĩa là rốt nát. Phường ngôn có câu rốt lòi tói. Đọc xong bỏ về thẳng, để mặc cho hai người kia đứng trơ mắt nhìn nhau, vừa thẹn vừa tức lại vừa phục. Một hôm, Hồ Xuân Hương đi thăm chùa Trấn Quốc về. Nàng đang lững thững bên bờ hồ Tây. Bỗng có mấy thầy khóa bước dạo lên theo sát ở đằng sau. Rồi các thầy dở giọng chớt nhà ra trêu ghẹo nàng. Có thầy lại hứng chí tung văn chương chữ nghĩa ra nữa. Xuân Hương thấy họ trêu ghẹo thì vẫn lặng thinh không nói gì. Nhưng đến khi nghe cái thứ thơ thẩn nửa mùa ấy thì không nhịn được nữa, nàng mới quay lại đọc dồn cho các thầy một bài thơ rằng: Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ. Ong non ngứa nọc châm hoa giữa, dê còn buồn sừng húc dậu thưa. Bây giờ các thầy khóa nghe giọng thơ thì biết ngay là đã gặp phải chủ nhân Cổ Nguyệt Đường. Riêng thầy đọc thơ lúc nãy thì thẹn chín người vì đã chót đánh trống qua cửa nhà sấm. Rồi đó, các thầy bấm nhau lui lại để cho Xuân Hương đi trước. Mấy vạn năm nay vẫn hay còn, cớ sao khi khuyết lại khi tròn. Hỡi con ngọc thỏ đã bao tuổi, chứ chị hằng nga đã mấy con. Đêm vắng cơ chi phô tuyết trăng, ngày xanh sao lại thẹn vừng son. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Quý vị và các bạn thân mến, bài Hỏi Trăng, tương truyền của nữ sĩ Hồ Xuân Hương với những câu tả cảnh cung trăng đầy sống động đã kết thúc buổi Tìm Trăng Kho Báu hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một mùa trăng đáng nhớ. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Bóng.
quý vị và các bạn thân mến, sống và sáng tác cùng giai đoạn với đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng là một phong cách thơ nôm độc đáo. Nếu truyện Kiều của Nguyễn Du được truyền khẩu rộng rãi trong dân gian, thì thơ quốc âm của Hồ Xuân Hương, những bài như Mời Trầu, Tự Tình, Quả Mít, Bánh Trôi, Con Ốc Nhồi, Đèo Ba Dội, Sư Bị Ong Châm, Thiếu Nữ Ngủ Ngày cũng được thích thú ngâm nga truyền tụng bao đời nay. Tuy mỗi tác giả tác phẩm có nội dung tính chất nghệ thuật thơ riêng biệt, nhưng xét về quá trình thâm nhập vào quảng đại quần chúng, tới hôm nay có thể thấy ảnh hưởng của thơ ca Hồ Xuân Hương so với đại thi hào Nguyễn Du cũng vững vàng ở thế 1910. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822, quê gốc ở Nghệ An nhưng sinh trưởng ở Thăng Long. Tư chất thông minh, bản lĩnh, trải đời, ưa sướng họa thơ ca, Hồ Xuân Hương được xem là một tài nữ nổi tiếng thời bấy giờ. Di tác của bà hoàn toàn là thơ, trong đó mảng nôm có phần đặc sắc hơn. Ngoài 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài thơ chữ nôm in trong tập Lưu Hương Ký, trong dân gian lưu truyền nhiều áng thơ nôm của Hồ Xuân Hương, hầu hết đã được tập hợp trong cuốn Xuân Hương Thi Tập in năm 30 của thế kỷ trước. Thơ nôm Hồ Xuân Hương hầu hết ý tưởng táo bạo, thách thức các chuẩn mực đạo đức phong kiến. Cũng từ các sáng tác của bà hiện lên thực trạng xã hội ta cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Bốn cột khen ai khéo khéo chồng, người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. Trai đu gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng ông ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quân hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Trời xuân có biết xuân trăng ta, cọc nhỏ đi rồi lỗ bò không. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương vừa chuyển tới các bạn bài Đánh Đu, bài thơ mang đậm phong cách sáng tác thơ nôm của Hồ Xuân Hương. Từ năm 50 của thế kỷ trước, tức là cách đây đã 70 năm, cuốn Thân Thế và Thi Ca Hồ Xuân Hương của tác giả Lê Tâm in ở nhà xuất bản Cây Thông Hà Nội đã có tiêu đề phụ Bà Chúa Thơ Nôm. 8 năm sau, tức năm 1958, tiểu luận Hồ Xuân Hương, Bà Chúa Thơ Nôm của nhà thơ Xuân Diệu in trên tạp chí Văn Nghệ. Sau này được đưa vào cuốn Các nhà thơ cổ điển Việt Nam tập 1, dành nhiều trang để bình luận đánh giá về phong cách thơ quốc âm Hồ Xuân Hương. Gọi nữ sĩ Hồ Xuân Hương là Bà Chúa Thơ Nôm, có lẽ
cả tác giả Lê Tâm và nhà thơ Xuân Diệu đều nhằm vào cả khí chất con người lẫn phong cách sáng tác của bà. Chúng ta cùng nghe lại một trích đoạn trong tiểu luận đặc sắc Ông Hoàng Thơ Tình viết về bà Chúa Thơ Nôm. Nhìn chung trong thơ cổ điển của ta, bao gồm từ Chu Mạnh Trinh trở lên, nếu xét về khía cạnh có tính cách dân tộc hơn cả, có lẽ thơ Xuân Hương thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Thơ Xuân Hương Việt Nam hơn cả vì đã thống nhất được tới cao độ hai tính cách dân tộc và đại chúng. Xuân Hương cũng là một nhà nho chẳng kém ai, cũng giỏi chữ Hán, khi cần cũng ra được câu đối. Mặc áo giáp dài cài chữ đinh, cũng giỏi chiết tự, duyên thiên đầu dập, phận liễu nét ngang, và dùng tên các vị thuốc bắc một cách tài tình. Nhưng Xuân Hương không chịu khoe chữ, Xuân Hương đối lập hẳn với cái Thái Cực Ôn Như Hầu, bài Cung Oán Ngâm Khúc của ông. Áng đào kiềm đâm bông não chúng, khóe thu ba dợn sóng khuynh thành, lồn nhồn những chữ Hán nặng trình trịch. Nội dung thơ Xuân Hương toát ra từ đời sống bình dân hàng ngày và trên đất nước nhà. Xuân Hương nói ngay những cảnh có thực của núi sông ta, vứt hết cả sách vở, khuôn sáo, lấy hai con mắt của mình mà nhìn. Cái đèo Ba Dội của Xuân Hương rõ là ba dội, ba đèo, tùm buông nóc, lún phún rêu, gió lắt lèo, sương đầm đìa, phong cảnh sống cứ cựa quậy lên, chứ không phải chiếu lệ như cái đèo ngang của bà huyện Thanh Quan. Tuy có thanh nhã, đẹp xinh, nhưng bị dập bẹp cho vào, đứng im như trong một bức tranh in ở ấm chén hay lọ cổ. Dễ ít nhà thi hào nào để lại dấu thơ trên đất nước ta nhiều như Xuân Hương. Chợ Trời, Kẽm Trống, Quán Khánh, Thanh Hóa, Động Hương Tích. Dễ ít nhà thi sĩ nào là người Hà Nội như Xuân Hương. Chúng ta nay tưởng vọng đến nhà của Xuân Hương xưa ở đâu khoảng gần đền Lý Quốc Sư. Xuân Hương đã từng đi dạo cảnh Hồ Tây, ghé chơi chùa Trấn Quốc, từng hoài cổ trước cung Thái Hòa nhà Lý tới đài Khán Xuân, và còn để lại những thơ hay thách cả sự quên lãng của thời gian. Xuân Hương vĩnh viễn hóa cải chùa quán xứ của thời nàng. Xuân Hương tưởng như đã lìa cái gốc nho sĩ của mình mà lăn lóc vào giữa bình dân. Xuân Hương là con ốc, quả mít, cái bánh trôi. Xuân Hương làm thơ với cỏ gà, cá diếc, quả cau, lá trầu, con ong, cái giếng. Xuân Hương làm thơ với cái quạt, cái trống, khung cười, cây đu, cái diều. Mà những thứ ấy vẫn giữ nguyên chất bình dân, chứ không bị mang hia đội mũ như trong lối thơ khẩu khí. Hồ Xuân Hương là nhà thơ dòng Việt, bà Chúa Thơ Nôm. Chúa đây là một cách nói như hoa hồng là chúa hoa, chứ không phải ông hoàng bà chúa. Thơ Xuân Hương đã làm cho chữ nôm na không đồng nghĩa là với mách qué nữa, mà nôm na là đồng nghĩa với thuần túy, trong trẻo, tuyệt vời. Bà Chúa Thơ Nôm là chúa cả nội dung và hình thức. Xuân Hương đã sáng tạo được một chất thơ rất man mác nên thơ. Vừa đặt bút xuống những nét tưởng như nặng nề. Hành sơn mực điểm đôi hàng nhạn, thiếu lĩnh đen chùm một thức mây. Xuân Hương tiếp theo đã cho một ánh sáng của trăng từ phía dưới trời rọi lên và thả bay phèo những chiếc lá bát ngát, nhẹ nhàng, thật là một bút pháp kỳ lạ. Lấp ló đầu non vừng nguyệt trách, vất vơ sườn núi, lá thu bay. Xuân Hương rất cảm thấu cái thi vị của hồn đêm, của hồn nước non trong đêm khuya khoắt, trước cái yên lặng rộng rãi bồi hồi đó. Mặt trăng một mình cũng bâng khuâng cần yêu mến. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non.
huống chi người phụ nữ một mình chơ cái hồng nhan với nước non. Khi mà dùng đến nghệ thuật thì Hồ Xuân Hương thật chẳng ai bì. Đã mà dụ ý vẽ một bức tranh bằng những nét uốn khúc quanh queo, thì Xuân Hương, từ đường nét đến âm thanh, mỗi chi tiết đều tuyệt đối phục tùng cái vũ khúc lảo đảo, lệch lạc như bước đi của người say rượu. Cuối cùng, một chiếc diều làm xiếc, nó cũng lộn lèo như vua chúa, chứ có kém chi. Dùng chữ Việt Nam, phải nhận Xuân Hương là thánh khi chế diễu mấy anh học trò dốt. Ông non ngứa nọc chấm hoa rữa, dê còn buồn sừng húp dậu thưa. Khinh người như tát nước đổ đi, mà chữ dùng sắc biết chừng nào. Không phải dê nhỡ, dê bé, dê con, mà phải đích thị là dê còn. Những chữ chết tức người ta, những chữ thần tình gắn liền với tinh thần Việt Nam đến nỗi không thể nào dịch được. Xuân Hương ra cái gương mẫu hoàn toàn nhất về việc dân tộc hóa và đại chúng hóa những điệu thơ vay mượn ở nước ngoài. Thể thơ thất ngôn Đường Luật vốn là của Trung Quốc, không thoát thai từ ca dao như lục bát. Đó là một thể thơ khó làm, dễ cứng nhắc, lời dễ đứng đọng thành ra kinh kiệu, công thức, hoặc có đạt đến mức hay cũng thường mang dáng điệu nho sĩ cao sang. Xuân Hương chỉ chuyên dùng thể thất ngôn Luật Đường, thế mà không một chút nào ta nghĩ rằng đó là một điệu thơ nhập nội. Thơ Xuân Hương cứ nôm na, bình dân, tự nhiên, lời cứ trong veo, không gợn, đọc cứ thoải mái, dễ thuộc. Những câu đối nhau thì cân chỉnh, già dặn, đến ai cũng phải sợ mà vẫn như lời nói thường. Nguyễn Khuyến là tay cờ về thơ nôm, mà thơ Nguyễn Khuyến không thể nào đương nổi sự so sánh với thơ Xuân Hương. Tú Xương là một nhà thơ lớn, cái nội dung trào phúng của ông cũng là đã đạt tới mức thật sâu sắc, đớn đau. Lời của ông cũng đã đến như axit cắn vào cái xã hội ta đầu Pháp thuộc. Khen Tú Xương, chúng ta cũng sẽ không tiếc lời. Thế mà, Tú Xương so về chất phong phú của sự sống con người, cũng như về tài nghệ ngôn ngữ, hãy còn nhiều 4 câu, nhưng chiếm một vị trí thật đặc biệt trong văn học Việt Nam. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung diễn ngâm bài Bánh Trôi Nước, một bài thơ chỉ vỏn vẹn 4 câu 28 từ, mà diễn tả một cách đầy hình ảnh và ấn tượng về thân phận bé mọn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Thân em thì trắng, phận em mỡ tròn, bảy nổi ba chìm với nước mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Quý vị và các bạn thân mến, đặc trưng phong cách diễn ý thơ nôm Hồ Xuân Hương là mượn cảnh, mượn vật để ẩn dụ về câu chuyện thái độ và số phận con người qua đôi mắt của một người phụ nữ tài năng, bản lĩnh và cũng là cá biệt trong xã hội đương thời. Qua góc nhìn hiện tượng và khẩu khí thơ ca, trao đổi với biên tập viên chương trình, nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên có những đánh giá về các sáng tác thơ nôm truyền tụng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, Hồ Xuân Hương có thể coi là một cái hiện tượng rất là độc đáo ở trong dòng thơ nôm. Thơ của bà truyền tụng sâu rộng ở trong dân gian. Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên đánh giá ra sao về hiện tượng thơ nữ đặc biệt này ạ? Vâng, tôi cho là Hồ Xuân Hương là một hiện tượng rất là đặc biệt.
Cái đặc biệt thứ nhất là cái con người cá nhân, gọi là cái nhân thần của bà là không rõ ràng. Cho nên làm cho hậu thế tốn rất nhiều bút mực đi tìm cái nguồn gốc. Thế thì cho đến nay chỉ có một cái phát hiện của Trần Thanh Mại, Lưu Hương Ký, gồm có 24 bài thơ Hán và 28 bài thơ Nôm, thì xác định đấy là Hồ Xuân Hương thật. Còn những cái thơ mà chúng ta đang nghe và vẫn được in vào trong sách và lưu truyền Hồ Xuân Hương thì đấy lại còn là một vấn đề, tức là một dấu hỏi. Một ẩn số hoàn toàn, tức là chưa có lời đáp. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là thơ Nôm của Hồ Xuân Hương ấy khác với những cái nhà thơ đồng thời là cùng giới, ví dụ như là Đoàn Thị Điểm và bà Huệ Thanh Quan. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc đã có hẳn một cuốn nghiên cứu là Hồ Xuân Hương, cuộc đời và sự nghiệp thơ ca, thì cũng khẳng định những cái bài thơ mà qua những cái tuyển tập hoặc là sưu tập không chắc của Hồ Xuân Hương rất là khó định danh, khó xác định là đâu là thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Thì ở đây có thể là dẫn đến một tình thế như này. Một là có những cái bài thơ Nôm đích thị là của Hồ Xuân Hương và có những cái bài thơ Nôm mang phong cách Hồ Xuân Hương, nhưng tất cả dồn vào thành Hồ Xuân Hương cả thì đấy là một vấn đề cực phức tạp. Cứ nghĩ khi nói đến Hồ Xuân Hương là nói đến cái thơ phá cách giữa cái Thanh và cái Tục. Trong lịch sử văn học Việt Nam ấy, có vài cái hiện tượng như này. Một là hiện tượng là phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Hai là một hiện tượng là sấm ký của các trạng như là Trạng Trình, Trạng Quỳnh, Trạng Lợn. Đấy cũng là một phong cách thôi. Cái gần đây nhất là một phong cách thơ bút tre. Tức là tất cả những cái bài viết theo cái cách như thế, viết theo giọng điệu như thế thì ấn hết cho ông bút tre. Nhưng thực ra ông không có tất cả như thế. Thì đối với Hồ Xuân Hương tôi nghĩ cũng là như thế. Không hoàn toàn thế. Trong khi đó có một cái nghiên cứu của ông giáo sư Nguyễn Trung nói rằng là chỉ có cái Lưu Hương Ký. Nhưng mà thơ Nôm Lưu Hương Ký khác hẳn cái thơ mà được gọi là thơ Hồ Xuân Hương đang lưu hành hiện nay. Mà cái Lưu Hương Ký là ghi rõ tác giả là Hồ Xuân Hương. Vậy là phải xác nhận có bà Hồ Xuân Hương thật. Nhưng mà không biết có phải là tất cả những cái thơ Nôm hiện tại mang phong cách Hồ Xuân Hương có phải là của bà Hồ Xuân Hương hay không. Nhưng mà chúng ta không có một lý giải rõ ràng là nếu những cái bài thơ mà được lưu truyền rộng rãi trong dân gian không phải tất cả đều là của Hồ Xuân Hương thì là của ai? Khi xem xét thơ Hồ Xuân Hương, những cái bài mang phong cách Hồ Xuân Hương thế nhưng chưa xác định được là của ai thì trước mắt tạm thời là vẫn cứ coi như là của Hồ Xuân Hương. Nhưng nếu mà gọi là làm một cái cuộc khảo cứu sâu, điều tra theo tinh thần gọi là phán đoán loại trừ dần thì sẽ biết đâu là Hồ Xuân Hương và đâu không phải của Hồ Xuân Hương. Phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố, thời đại, thời cuộc, phong cách, rồi là quan hệ cá nhân, nhân thân, gia tộc, phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố để xác định đấy có phải bài thơ Hồ Xuân Hương không. Tôi nghĩ là cái công việc đấy thì cần rất là nhiều thời gian và đi vào từng bài thơ, từng ý thơ, từng loạt bài hoặc là từng những chủ đề chẳng hạn. Còn với những cái điều mà nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên vừa nói thì tôi thấy là có lẽ chính cái người mà sáng tác ra những cái bài thơ mà chúng ta tạm gọi ở đây là phong cách Hồ Xuân Hương cũng có một đời tư rất là phong phú chẳng hạn. Những cái bài thơ kiểu phong cách Hồ Xuân Hương như thế thì cũng hé lộ cho chúng ta rất là nhiều điều về tác giả. Theo ý kiến của tôi về vấn đề này và cũng theo những cái tài liệu mà tôi đọc và tôi hiểu thì ở cái tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương thì thơ Hồ Xuân Hương cái phần Nôm ấy là nhuần nhụy hơn, nhẹ nhàng hơn. Mặc dù ở cái Lưu Hương Ký thì bắt đầu hé lộ ra một cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương theo một cái chiều hướng là đòi nữ quyền, là quyền cho phụ nữ là được bày tỏ tất cả những cái gì của mình, của cá nhân mình, của cơ thể mình, của nhận thức của mình. Phụ nữ phải được bình đẳng. Thì đấy là có lẽ là cái người đầu tiên đòi bình đẳng giới phải là Hồ Xuân Hương trong lịch sử Việt Nam ấy, là Hồ Xuân Hương. Hoặc ít nhất cũng là những bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương. Quả mít rồi mời chầu rồi đánh đu rồi không chồng mà chửa vân vân thì người ta thấy đúng là phong cách Hồ Xuân Hương. Thế nhưng mà bảo đấy là tất cả là thơ của bà Hồ Xuân Hương trong cái Lưu Hương Ký thì chưa chắc. Vâng, có lẽ là với những cái tác giả mà có những cái thành tựu lớn hoặc là có những ảnh hưởng lớn trong phong cách thơ như là phong cách Hồ Xuân Hương thì tôi thấy là sự lan truyền hoặc là tiếp biến ở những cái thế hệ hoặc tác giả thơ sau này, nhưng với hiện tượng Hồ Xuân Hương thì tôi thấy là dường như là hiện tượng độc nhất vô nhị mà chúng ta chưa thể tìm thấy một hậu duệ hoặc là một cái người mà có thể tiếp nối cái dòng thơ này, dòng thơ thanh tục của bà. Thì có lẽ chính vì cái sự có một không hai đấy cho nên là Hồ Xuân Hương đến nay vẫn là một cái hiện tượng chúng ta thấy là độc đáo. Rõ ràng cái hiện tượng về phong cách thơ Hồ Xuân Hương là rất độc đáo.
Ví dụ tôi tin những cái bài đánh đu hay là cái bài hăng các cớ của Hồ Xuân Hương. Tôi đánh giá rất cao và đồng thời là tôi rất ngưỡng mộ cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Cảm ơn nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên với những chia sẻ, cái nhìn toàn cảnh về mảng thơ nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, một tài nữ nhan sắc khẳng khái và cũng đầy bản lĩnh như Hồ Xuân Hương, đa tình đa đoan, dường như đã là bản mệnh. Số phận hầm hiu, nữ sĩ có ít nhất là hai đời chồng là Tổng Cóc và ông Phủ Vĩnh Tường, và ít ra cũng một lần làm lẽ. Còn Chiêu Hổ tuy đôi khi tỏ ra xuồng xã nhưng chỉ là bạn sướng hỏa. Đại thi hào Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ hay một vài nhân vật khác cũng được xem là có tình ý với Hồ Xuân Hương. Trong đó, mối duyên giữa Tổng Cóc và Hồ Xuân Hương là nguyên cớ ra đời hai áng thơ nôm Làm Lẽ và Khóc Tổng Cóc. Làng Sơn Dương và làng Gáp chỉ cách nhau vài trăm mét. Tuy thế, làng Gáp lại thuộc Tổng Vĩnh Lạc, Sơn Dương thuộc Tổng Dụng Hiền. Chức phó tổng của Tổng Cóc không có quyền thế gì ở làng Sơn Dương và càng không áp đặt được cụ Đồ Sứ, một nhà nho vốn được thời đại tôn trọng, phải bán con gái cho mình. Hơn nữa, tài danh như Hồ Xuân Hương dễ gì chịu sống làm lẽ Tổng Cóc. Thật ra Tổng Cóc không phải là một anh trọc phú mà là một nho sĩ có phen lều trống như ai trong sự gặp gỡ Hồ Xuân Hương. Có chuyện chữ nghĩa chứ chẳng phải do đồng tiền. Tổng Cóc cưới Hồ Xuân Hương về làm vợ kế, đương nhiên bị vợ cả và con cái bất bình. Nhưng vì trai làm nên lấy 5-7 vợ, nên họ phải ngậm đắng nuốt cay. Nhà Tổng Cóc giàu có khu ao hồ rộng liền với ao trại trước cửa đình chân. Khi cưới Xuân Hương về, ông làm nhà thủy tạ ra hồ nước cho Hồ Xuân Hương dạy học và coi hồ cá cho có việc và để dân làng bớt dị nghị. Ông thừa của chơi ngông lấy vợ lẽ về chỉ để ngắm nhìn, vì Hồ Xuân Hương đâu có biết việc đồng áng. Nhà thủy tạ ấy dân làng vẫn gọi là cái chòi. Hồ cá rộng chạy dài từ đình chân ra gần bờ đỗi. Một con đập dân làng đắp thêm để đủ hai đường đón hai vị tân khoa vinh quy bái tổ là hai cha con nhà họ Trừ cùng đỗ cống một khoa thi. Thủy tạ là nơi họ thường cùng bạn văn chương ngồi ngắm cảnh, ngâm vịnh. Có khách, bà Hồ Xuân Hương lại sai người đi đánh cá dưới hồ lên đãi bạn. Cá mè dù to hay nhỏ, bà Hồ Xuân Hương chỉ ăn khúc sữa, không bao giờ ăn đầu và đuôi. Chuyện này rồi lan ra khắp làng, khắp vùng để bêu xíu bà là người hoang phí. Dân làng Gáp cách đây vài chục năm vẫn lấy sự khỏe mạnh, lưng ong, đùi dế, da ngăm đen làm tiêu chí cho cái đẹp của phụ nữ. Quanh năm suốt tháng, đàn bà con gái mặc quần ngắn, chỉ dịp cỗ bàn hội hè mới mặc váy. Họ thường mặc quần ngắn, gánh cua, nhảy tàu hỏa về bán ở chợ Bắc Qua Hà Nội. Ai ai vận quần ngắn, chân lấm, được coi là người chịu khó nết na. Ai trắng trẻo, xinh đẹp, bị coi là người buông tuồng, lêu lổng. Sống trong môi trường ấy, rõ ràng Hồ Xuân Hương sẽ bị tẩy chay cô độc. Những sai thoại của Hồ Xuân Hương ở tứ xã chỉ toàn nói xấu bà. Người ta không hề tự hào về bà chúa thơ nôm ở quê mình. Sống trong cô đơn, bà chỉ lấy thơ để giễu cợt người đời. Dân làng không ưa Hồ Xuân Hương, nhất là người vợ cả của Tổng Cóc và người thân của bà ta. Họ đồn thổi bà Xuân Hương là ma mãnh, không phải người thường. Họ xui Tổng Cóc còn lấy tàu lá chuối tươi lành lặn đắp lên người Hồ Xuân Hương khi bà ngủ. Nếu là người thường ngủ say không biết gì
sẽ đè nát tàu lá. Còn nếu là ma thì sẽ biết bỏ tàu lá ra. Quả nhiên sáng ra Tổng Cóc thấy tàu lá còn nguyên được vứt ra khỏi giường. Ông càng hoài nghi Hồ Xuân Hương. Không khuyên nhủ được vợ bé sống hòa nhập với cộng đồng, Tổng Cóc bực mình. Một lần vợ chồng có va chạm, Tổng Cóc giận dỗi viết thư trách móc để dưới gối rồi bỏ đi xa một thời gian. Khi Tổng Cóc về thì Hồ Xuân Hương đã bỏ đi. Mãi lâu sau, Tổng Cóc mới dò la biết Hồ Xuân Hương đang sống trong phủ Vĩnh Tường. Tính đếm ngày tháng, Tổng Cóc biết Hồ Xuân Hương đã sinh đẻ. Ông đến phủ Vĩnh Tường chỉ dám lân la ngoài phố, chờ con sen trong phủ ra hỏi, mới biết được con gái Hồ Xuân Hương đã chết ngay khi vừa mới sinh ra. Tổng Cóc đành tay không ra về. Sau đó, ông nhận được thư Hồ Xuân Hương để khóc Tổng Cóc. Đó là bài thơ khóc cho mối tình đã chết, chứ không phải thơ khóc người chết. Dù trong đó hàm chứa sự mỉa mai, giễu cợt cả dòng giống nhà Tổng Cóc, nhưng vẫn vương vấn chút tình, khác với khóc ông phủ Vĩnh Tường là khóc thật, nhưng khóc vì ơn nghĩa nhiều hơn. Chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi, thiếp bèn duyên chàng có thế thôi, nồng nọc đuôi từ đây nhé. Nghìn vàng khôn chuộc khóc Tổng Cóc. Tương truyền là bài thơ nôm nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết để dứt tình với Tổng Cóc, mà nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới các bạn, đã kết thúc Tìm Trong Kho Báu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Võ Hà chủ biên, với sự phối hợp thực hiện với các phát thanh viên Phượng Minh, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hương Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Báu. Xin chào các thính giả của chương trình Tìm Trong Kho Báu. Quý vị và các bạn thân mến, với những cảm xúc phong phú mang lại, thơ nôm Hồ Xuân Hương từng được soi chiếu dưới nhiều lý thuyết như văn chương bác học, văn hóa dân gian, chủ nghĩa nhân văn thời Phục Hưng, góc nhìn phân tâm học hay phê bình nữ quyền. Chương trình hôm nay góp nhặt một số quan điểm khoa học về hiện tượng phong cách tác giả Hồ Xuân Hương từ cái nhìn hậu hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tìm Trong Kho Báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, âm vang hay còn gọi là tiếng vọng của thơ ca là điểm kết nối giữa quá khứ, thời điểm sáng tác và những chuyển động của hôm nay.
Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Lê Giang có cách ví von rất hình ảnh. Đọc thơ Hồ Xuân Hương, người ta nghe âm vang của những lễ hội carnival rộn ràng ngày xưa, hay pop, rock, thậm chí cả hip hop tưng bừng thời nay. Từ đó ông khẳng định, có thể nói thơ Hồ Xuân Hương rất gần với tính chất hậu hiện đại. Xã hội phong kiến xây dựng trật tự xung quanh một quyền lực trung tâm là vua chúa và hai nhân vật trụ cột trong đời sống tinh thần đương thời là tăng sĩ và nho sĩ. Văn chương nhà nho ca tụng và duy trì các trật tự quyền lực ấy. Nhưng Hồ Xuân Hương chống lại trật tự ấy, giải trung tâm, giải các đại tự sự ấy bằng sự diễu nhại cười cợt. Trong thơ nàng, hoàng đế không được nhìn như một đấng thiêng liêng con trời với chân mạng đế vương, với sứ mệnh lớn lao, nhận mệnh trời để cai quản quốc gia và chăn nuôi dân chúng nữa. Nàng đặt hoàng đế trong đời thường với mưa nắng, nóng lạnh, với yêu đêm yêu ngày. Và như thế, hoàng đế không còn là trung tâm tối cao nữa, mà cũng như mọi người phàm trần khác. Hồng hồng, má phấn, duyên vì cậy, chúa giấu vua yêu một cái này. Nhà sư với những phẩm chất cao quý, với sứ mệnh lớn lao, v.v. Đến thời Hồ Xuân Hương chỉ còn là một đại tự sự không có thật. Thơ Xuân Hương viết khá nhiều về họ. Chùa Quán Sứ, Sư Hổ Mang, Sư Bị Ong Châm, Kiếp Tu Hành, mà tuyệt nhiên không thấy một bài nào ngợi ca. Nhân vật quan trọng hơn cả trong cấu trúc xã hội phong kiến là người quân tử, biểu tượng trung tâm của nền học vấn và đạo đức của xã hội bấy giờ. Bị Hồ Xuân Hương giải ảo, giải bằng cái tục. Hồ Xuân Hương ghét cay ghét đắng cái đạo mạo đạo đức giả của người quân tử. Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo. Hay mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa. Hoặc quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở không xong. Xuân Hương không ưa người mang danh quân tử, nhưng lại rất mến người tài tử. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. Phải chăng vì người quân tử là nhân vật trung tâm của xã hội cũ, còn người tài tử có tính chất đô thị và phi chính thống lại là nhân vật của xã hội mới? Bài Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường là bài thơ điếu kỳ lạ. Trong bài thơ này, người ta thấy một Xuân Hương với tâm thế đầy phức cảm. Vừa quý trọng ông Phủ Vĩnh Tường, một nhà nho trong sạch và có lý tưởng, nhưng đồng thời lại vừa chỉ ra cái vô nghĩa của những lý tưởng ấy. Nói theo ngôn ngữ hậu hiện đại thì cái sự nghiệp văn chương lớn lao, cái chí tang bồng hồ thị cao cả kia chỉ là một đại tự sự. Tất cả là vô nghĩa khi con người ấy đã từ giã cõi đời này, từ giã miệng túi càn khôn, cùng với cán cân tạo hóa của mình. Bài thơ vừa xót xa lại vừa có tính chất trào tiếu bằng cái tục. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi, cái nợ ba sinh có thế thôi, chôn chặt văn chương ba thước đất, tung hê hồ thị bốn phương trời. Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càn khôn khép lại rồi. 27 tháng trời đà mấy chốc, trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi. Khi tiến hành giải trung tâm, hậu hiện đại đưa cái ngoại vi vào trung tâm, xóa nhòa ranh giới giữa cái bình thường và cái cao cả, cái quan trọng và không quan trọng, cái mang tính bản chất và cái rời rạc lẻ tẻ ngẫu nhiên, cái thanh và cái tục. Trong thơ Hồ Xuân Hương, cái ngoại vi, cái bình phàm, cái nhỏ bé thời ấy là người phụ nữ, cái tục. Nhân vật nữ trong thơ Xuân Hương là loại nhân vật rất lạ trong văn chương cổ điển. Tất nhiên, họ không phải là liệt nữ, không phải là những bà chính thất đường đường chính chính giữ gìn gia phong, mà cũng không phải là người con gái nết na công dung ngôn hạnh. Mà đó là những cô gái bình dân. Tất nhiên rồi, không những thế còn rất vô ý vô tứ.
như nhân vật trong bài Thiếu Nữ Ngủ Ngày, nghèo mà ham hố, cố đấm ăn xôi như nhân vật trong các bài Làm Lẽ, Dỗ Người Đàn Bà Khóc Chồng Chết, Sướng Ca Vô Loài như nhân vật trong bài Tranh Tố Nữ, thậm chí Chửa Hoang chẳng biết giữ gìn lễ nghĩa gì như Không Chồng Mà Chửa. Có thể gọi đó là thế giới của những cô gái chắc nết. Những người con gái chắc nết lại trở thành nhân vật chính trong thơ Xuân Hương. Họ ùn ùn đứng dậy đòi quyền lợi của mình. Thế nhưng chắc nết là nhìn từ cặp kính Tiết Hạnh Khả Phong. Còn nhìn từ góc nhìn nhân văn chủ nghĩa thì họ lại là những thân phận thấp hèn nhất, những nạn nhân đáng thương nhất của chế độ nam quyền. Cái tục cũng là cái ngoại vi, cái tầm thường, không đáng để ý, bị cấm cửa trong tòa lâu đài văn chương cao nhã phong kiến. Thế nhưng, chính chúng lại xô cửa, ào ạt chen vai thích cánh ùa vào thơ Xuân Hương. Từ Đèo Ba Dội, Đá Ông Chồng, Bà Chồng, Động Hương Tích, Hang Các Cớ, Hang Thánh Hóa Chùa Thầy. Dưới cái nhìn của Xuân Hương, dường như thế giới này chủ yếu là thế giới của cái tục. Rộng hơn nữa, cái thông tục trong ngôn ngữ cũng được đưa vào thơ. Những từ ngữ bình dân, những tiếng tục và cả tiếng chửi, và gây được hiệu quả nghệ thuật đặc biệt. Này này chị bảo cho mà biết, chốn ấy hang hầm, chớ mó tay. Trong bài Trách Chiêu Hồ, ai về nhắn bảo phường lòi tói, muốn sống đem vôi quét trả đền. Bài Mắng Học Trò Dốt, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Trong bài Làm Lẽ, mùa hè hay hay gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng, lược chút lòng cài trên mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương lòng, đôi gò bồng đào xương còn ngậm, một lạch đào nguyên suối chừa thông, quân tử dung răng đi chẳng dứt, đi thì cũng giờ ở không xong. Bài thơ nôm Thiếu Nữ Ngủ Ngày các bạn vừa thưởng thức qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Văn Chương là một trong những sáng tác được yêu thích của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Từ một hình ảnh không lấy gì làm hợp nhãn trong bối cảnh xã hội khắt khe với người phụ nữ, thơ của bà chúa thơ nôm thể hiện tinh thần hậu hiện đại khi đưa cái ngoại vi, cái yếu thế bình đẳng với cái trung tâm. Người phụ nữ nổi tiếng ấy là Hồ Xuân Hương. Oh oh, người phụ nữ có biết yeah, ấy là Hồ Xuân Hương. Oh oh, thơ bà lém lỉnh thế là đây, thơ bà sắc sảo thế là đây. Khi thì rất nồng say, khi thì rất là anh hào, khi thì rất gay gắt cũng có những lúc phải trầm trọng. Đây là thơ của Hồ Lan. Cho tay kẻ nặng phải thân em mà em hóa trở thành nam nhi được, thì công lao em vươn tới mấy tận trời.
là một người tràn dĩ, người phụ nữ trong thơ bà. Nếu là duyên thì hãy đến được thắm lại, người phụ nữ trong thơ bà, có tài thơ văn và nhan sắc mặn mà. Quý vị và các bạn thân mến, thơ ca quốc âm mang phong cách tác giả Hồ Xuân Hương là vậy, đầy ắp tiếng cười trào tiếu, diễu nhại trước những chuyện trang nghiêm, những đại tự sự, làm trung tâm của cấu trúc xã hội và văn hóa đương thời. Những điều này được nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên và biên tập viên Võ Hà phân tích một cách chi tiết từ tổng hòa các điểm nhìn bối cảnh lịch sử, vị thế của thơ Nôm và thông qua một số đề tài cụ thể trong thơ Hồ Xuân Hương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, khát vọng sống cũng như là những cái nhìn nó hơi ngược pha với lễ giáo phong kiến của Hồ Xuân Hương thì cũng đã xuất hiện trong một số bài thơ. Bà nói về những cái hiện tượng mà có thể là với cái quan niệm của lễ giáo phong kiến thời bấy giờ là những cái mà trái với đạo lý. Chúng ta nên nhìn nhận như thế nào vào những cái sự táo bạo, can đảm của phong cách tác giả Hồ Xuân Hương ở những cái bài thơ mà nhìn vào những cái sự việc chướng tai với lễ giáo phong kiến thời bấy giờ? Vâng, thưa thính giả và thưa chị, là chúng ta phải biết rằng là này, trong suốt cái lịch sử phong kiến Việt Nam đấy thì chữ Hán thì là luôn luôn được tôn vinh là quốc ngữ. Còn chữ Nôm là chữ của dân gian, thì cái sự ra đời của chữ Nôm nó đã là một tiếng nói phản biện, tạo nên một đối trọng đối với chữ Hán lúc đấy. Và cái dòng thơ Nôm cũng vậy, nó tạo nên một cái đối trọng cần thiết. Hai là những cái mà đối với những ông đồ nho cũ hay là các vị quan nho gia thời phong kiến coi là cấm kỵ, kiểu như là nam nữ thì thủ thụ bất thân, nam đáo vòng nữ là nam tắc loạn, mà nữ đáo vòng nam là nữ tắc dâm, ví dụ thế. Đấy là những quan niệm phong kiến cực kỳ khắt khe ở cái thời bà Hồ Xuân Hương sống. Thì chính những bài thơ Nôm này đem cái khắt khe đấy, đem cái cấm kỵ đấy đưa ra ánh sáng để thấy rằng là đối với người dân bình thường là người ta cần nhìn rõ sự thật như thế, người ta không cần chia đậy cái đạo đức giả đấy. Mà đây có thể nói là thơ Hồ Xuân Hương và thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương là tiếng nói đấu tranh bạo liệt đối với cái thói đạo đức giả phong kiến. Và vừa biểu hiện cái tinh thần nhân văn cao cả, nhưng đấy chính là cái giá trị thẩm mỹ cao của cái dòng thơ này. Tôi đánh giá rất cao những bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương, chính là ở chỗ này dám nói thật ra những cái mà cấm kỵ, cấm đoán, nói hở ra lúc ấy là chết. Thí dụ như là cái bài Thiếu Nữ Ngủ Ngày chẳng hạn, hay là bài Không Chồng Mà Chửa, ôi những cái hiện tượng mà tôi nghĩ là có lẽ rất là bị trù dập, bị phê phán và bị coi như là một cái điều gì chướng tai gai mắt ở trong xã hội thời bấy giờ. Với Hồ Xuân Hương thì bà lại có một cái cách nhìn nó rất là thú vị, còn có tính bỡn cợt hoặc là có cái sự phản biện lại với những cái nhìn chính thống của xã hội nữa. Cho nên thơ Hồ Xuân Hương cái lúc đương thời là không được thừa nhận. Không chỉ Hồ Xuân Hương mà phần lớn thơ Nôm của Nguyễn Trãi, rồi đến như Nguyễn Bình Khiêm, rồi đến như Nguyễn Du, thì cái phần thơ Nôm gần như là cái phần giấu đi, tức là cái phần riêng của mình. Vì phần thơ Nôm ít nói đến quan trường, ít nói đến đại sự, ít nói đến những cái việc gọi là giao to vua lớn, mà phần thơ Nôm là phần để bộc lộ những tâm sự cá nhân, những cái khát vọng sống cá nhân, chia sẻ cái trắc trở cuộc đời cá nhân của mỗi người. Cho nên cái đấy thì nó bị thơ chữ Hán và bị cái chính quyền đương thời lấn át, thậm chí cấm. Cho nên tất cả những cái dòng thơ Nôm ở đấy gần như là không được công bố và công khai. Và không được thừa nhận. Mãi sau này thì chúng ta mới khơi lại được trong cái kho báu của dân tộc ấy, khơi lại được cái giá trị của thơ Nôm. Mà thực tế thơ Nôm mới là thơ dân tộc. Cái dòng thơ Nôm từ khi nó ra đời bây giờ luôn luôn đứng về phía dân tộc, luôn luôn nó là của công chúng rộng lớn, luôn luôn là của những người lao động, luôn luôn là của những cái người chân chỉ hạt bột. Hoàn toàn là như thế, chứ không phải là những ông quan đạo mạo, không phải là những khuê phòng, không phải là những tiểu thư, những công chúa, mà hoàn toàn đây là của những người lao động chân chính. Vâng, những cái đề tài trong thơ Hồ Xuân Hương mà chúng ta cần phải nhắc nhớ lại, thí dụ như là bà cũng có thể hiện cái thái độ rất là mạnh mẽ đối với những cái hiện tượng chướng tai gai mắt ở trong xã hội như là sư hổ mang chẳng hạn. Đúng rồi, có. Vâng, hoặc là những cái bài mà thể hiện cái nhìn không mấy thiện cảm với những cái hiện tượng đập vào mắt không hợp nhãn chẳng hạn. Có lẽ là những cái bài thơ này cũng góp phần rất là lớn làm nên cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương, phải không ạ? Thưa chị, là cái làm nên phong cách Hồ Xuân Hương không hẳn là nó nằm ở đề tài, mà chủ yếu là nằm ở giọng điệu và ngôn ngữ. Đằng sau cái giọng điệu ngôn ngữ đây là thái độ của tác giả đối với những cái hiện tượng chướng tai gai mắt đấy. Dù là chướng tai gai mắt với ông sư ổ mang, hay là dù là không đồng tình với một hiện tượng xã hội, nhưng mà được biểu hiện bằng giọng điệu và ngôn ngữ
với một cái thái độ hoàn toàn mang đặc trưng Hồ Xuân Hương. Thì cái điều đấy góp phần làm phong phú hơn, trước hết là cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương, hai là cái giá trị thơ nôm của Hồ Xuân Hương, cái giá trị nhân văn và cái giá trị thẩm mỹ trong cái bản thơ nôm của Hồ Xuân Hương. Thì đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ là cần phải được nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn, thì sẽ tìm ra được những cái đặc trưng mới nữa của Hồ Xuân Hương. Vâng, thơ Hồ Xuân Hương có sức lan tỏa rất là mạnh mẽ, và cái dư vị của nó thì sẽ còn mãi. Và chúng ta những cái chi tiết rất là thú vị ở trong thơ bà, giống như là cái cảm xúc của người thưởng thức khi mà hết lần này đến lần khác đọc lại những cái bài thơ Hồ Xuân Hương, thì mỗi lần lại cảm thấy là một cái sự thú vị mới, một cái sự phát hiện mới, phải không ạ? Cảm ơn nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên với những phân tích, với những chia sẻ rất là thú vị về mảng thơ nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Vâng, xin chào, xin cảm ơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng nói Việt Nam. Những kiến giải về tinh thần hậu hiện đại trong thơ nôm, phong cách Hồ Xuân Hương một lần nữa cho thấy sức sống của các sáng tác và những tư tưởng tiến bộ vượt thời rất hiếm hoi của tác giả trong xã hội phong kiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung ngâm bài Không chồng mà chửa với những câu vừa đắng đót bỡn cợt, vừa chơi chữ một cách tài tình. Cá nề cho nên hoa dở dang, nỗi niềm chàng có biết phận liễu sao đà này nét ngang, cái nghĩa trăm năm chàng nhớ mảnh tình một khối thiếp xin mang, quán bao miệng thế lời tranh lệch không có, nhưng mà có bởi ngoan chuyên mục chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, tập thơ Hồ Xuân Hương được giáo sư Trần Thanh Mại phát hiện và công bố năm 1964 qua nhan đề của 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài chữ Nôm, có thể thấy được phần nào mối giao thiệp của nữ sĩ với nhiều văn nhân tài tử thời bấy giờ. Đáng kể có các nhân vật như Nguyễn Hầu, tức Nguyễn Du, Trần Hầu, Tốn Phong Thị, Mai Sơn Phủ, Thạch Đình, Cự Đình, Thanh Liên, Chí Hiên. Bên cạnh tấm tình với đại thi hào Nguyễn Du thể hiện qua một số bài thơ, thì mối tâm giao với một nho sĩ đồng hương có hiệu Tốn Phong, tên thật là Phan Huy Huân, cũng rất đáng chú ý. Lời tựa cho tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương, quý vị và các bạn nghe sau đây cũng là nhờ Tốn Phong, Phan Huy Huân thẳng bút. Làm thơ có phải dễ đâu, vì trong lúc ngâm vịnh có thể xuất phát từ mối tình, tức cảm hứng, nhưng phải biết dừng lại trong phạm vi lễ nghĩa. Cho nên, thơ có thể làm cho trời đất chuyển động,
quỷ thần cảm xúc, giáo hóa tốt lành, nhân luân đầy đủ. Vì vậy mà Khổng Tử khen thơ Quan Thư, tức Kinh Thi, đã có câu: vui mà không đến nỗi buông tuồng, buồn mà không đến nỗi đau thương. Chính là như thế. Sau thơ Quan Thư, không nghe có thơ nào được như thế nữa. Đời xưa, Ban Thái Cơ tiếp tục công việc của anh là Ban Cố đã chép nối Hán Sử. Tô Tiểu Muội, em Tô Thức, đời Tống, cùng với cha và anh đã trở thành đại thi gia. Hai nàng đáng gọi là tay nữ sử vậy. Nước ta có tiếng là đất văn hiến, nhưng phụ nữ nhiều người không được học. Khoảng giữa đời Lê có bà Hồng Hà, nữ tử Đoàn Thị Điểm, chép sách truyền kỳ, nhưng lời văn đều thiên về giọng trào phúng, đùa bỡn. Duy có bà Phan Mi Anh, người trong họ tôi, có tiếng giỏi thơ văn, các bậc tiền bối đều khen ngợi. Mi Anh không thích ghi chép lại thơ văn của mình. Tôi thường được các tài tử văn nhân đọc lại cho nghe thơ của bà, thì thấy đều là xuất phát từ mối tình mà đều dừng lại trong lễ nghĩa. Tuy vậy, tôi không thấy được toàn tập thơ văn bà, thường rất lấy làm ân hận. Mùa xuân năm Đinh Mão, năm 1807, tôi đến thành Thăng Long, nhân cùng bạn là Cư Đình nói chuyện về các tài nữ xưa nay. Bạn nói cho biết, cùng quận với tôi có người phụ nữ là Cổ Nguyệt Đường Xuân Hương, học rộng mà thuần thục, dùng chữ ít mà đầy đủ, từ mới lạ mà đẹp đẽ. Thơ dùng phép tắc mà văn hoa, thực là một bậc tài nữ. Tôi liền tới hỏi thăm. Khi hỏi đến tên họ mới biết nàng là em gái ông lớn họ Hồ, Đậu Hoàng Giáp, người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Chúng tôi mới tình cờ gặp nhau lần đầu mà đã thành ra đôi bạn thân thiết. Trong những khi uống rượu ngâm thơ, kẻ sướng người họa tứ thơ dồi dào nhưng vẫn tỏ ra vui mà không buông tuồng, buồn mà không đau thương, khốn mà không lo phiền, cùng mà không bức bách. Thật là do tính tình nghiêm chỉnh mà ra. Cho nên khi hát lên, ngâm lên những thơ ấy, tay thì muốn múa, chân cứ muốn giảm mà không tự biết. Từ đó, có những lúc tôi phải bôn ba vào Nam ra Bắc, không thể cùng nhau sớm hôm sướng họa. Còn Xuân Hương cũng vì mẹ già nhà túng mà ăn ở cũng không được yên ổn. Sang mùa xuân năm Giáp Tuất, năm 1814, tôi tìm đến chỗ ở cũ của nàng. Hai bên vừa mừng vừa tủi. Xuân Hương liền cầm tập Lưu Hương Ký đưa cho tôi xem và bảo tôi rằng: đây là tất cả thơ văn trong đời tôi từ trước đến nay, nhờ anh làm cho bài tựa. Tôi mở tập ấy ra xem thì thấy những bài thơ 5 chữ, 7 chữ, những điệu ca phú và từ chép đầy trong một quyển. Thoạt đầu, tôi hết sức kinh ngạc, lạ lùng. Hồi dần dần càng đọc, càng thấy lòng thư thái mà trở nên vui thích, khoái trá. Tôi thường nghe, người đất Nghệ An thuần tú và ham học. Đúng như thế thật. Đàn ông tuấn kiệt thì có các bậc khoa bảng đời trước. Đàn bà tinh anh thì có những người như Phan Mi Anh và Hồ Xuân Hương. Người ta nói, núi cao sông sâu sinh ra nhân tài tuấn kiệt, quả không sai vậy. Bởi vậy, tập Lưu Hương Ký tuy đầy vẻ gió trăng mây móc, nhưng đều tự đáy lòng mà phát ra, biểu hiện thành lời nói, lại cũng đều đúng với cái ý đã nói trên là xuất phát từ mối tình mà biết dừng lại trên lễ nghĩa. Bởi thế, tôi xin nêu rõ ra đây để ngày sau có dịp chọn lựa thơ ấy làm thơ dân phong chăng. Nay đề tựa: Thăng Long năm Giáp Tuất tháng Trọng Xuân. Người đồng quận là Nham Giác Phu Tốn Phong Thị viết ở nơi ngồi dạy học. Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh trong loạt nghiên cứu về thơ nôm Hồ Xuân Hương có kể chuyện về mối giao tình giữa bà chúa thơ nôm và Tốn Phong Phan Huy Huân, người viết tựa cho Lưu Hương Ký. Gọi Tốn Phong là người tình si,
cũng phải, bởi sinh thời ông từng sáng tác 31 bài thơ để tặng người trong mộng, chốn cổ nguyệt đường. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ nhân dân Vương Hà diễn ngâm bài thơ Bỡn bà lang khóc chồng, hay còn có tên gọi khác là Khóc chồng làm thuốc, của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Văng văng tai nghe tiếng khóc gì, thương chồng nên khóc tỉ tỉ tỉ. Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, cay đắng chàng ơi vị quê. Chân bị sao để lại, quỷ thần liên nhục tầm mang đi. Giao cầu thiếp biết trao ai, mời quý vị và các bạn đón nghe Tìm trong kho báu số tiếp theo, gạn lọc chất trữ tình trong thơ nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Biên tập viên Võ Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hương Giang. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm trong kho báu. Quý vị và các bạn, trong Tìm trong kho báu số trước, chúng ta đã cùng đi vào lý giải danh xưng nhà thơ dòng Việt, bà chúa thơ nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Số này mời các bạn cùng giải mã chi tiết chất thuần Việt trong thơ quốc âm của chủ soái Tao Đàn Cổ Nguyệt Đường. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Vịnh Cái Quạt Một của Hồ Xuân Hương qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung. Một lỗ sâu sâu mấy cũng em dính gian tự bao giờ
khóc và còn thiếu. Khép lại đôi bên thịt vẫn mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa, nâng niu trong chương phì phạch trong lòng đã sướng chưa, quý vị và các bạn thân mến. Thơ Nôm Hồ Xuân Hương trước tiên chính là tấm gương phản ánh con người và trí tuệ của tác giả. Chính vì hiểu thấu căn nguyên khởi sinh nên các hình tượng văn hóa dân tộc thấm nhuần những tập tục dân gian. Nữ sĩ đã sáng tạo thơ ca dựa trên những mẫu gốc bắt nguồn từ tín ngưỡng phồn thực của dân nước ta. Có thể nói, chất phong tình, tâm thức phản kháng, khát vọng hạnh phúc, tự do chính là những biểu hiện rõ nét của sự phát triển và biến hóa của các mẫu gốc trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Trong tác phẩm thơ Nôm của Hồ Xuân Hương hiển thị một số mẫu gốc, nhưng có hai mẫu gốc cơ bản nổi bật: mẫu gốc thiên nhiên Bắc Bộ và mẫu gốc phụ nữ Việt Nam. Hai mẫu gốc này tự hai cây cột cái chống đỡ ngôi nhà thơ kiên cố và rộng lớn của Hồ Xuân Hương. Chúng luôn hoán chuyển ngữ nghĩa cho nhau, ám gợi tín ngưỡng phồn thực, làm nên một thi giới đặc biệt có 102 không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Ở mẫu gốc thiên nhiên Bắc Bộ, hình ảnh làng quê như giếng khơi, lá trầu, đám rêu, khe nước, hòn cuội, gành thác, thường hiện ra sống động đầy gợi cảm. Thân phụ của Hồ Xuân Hương là ông Hồ Phi Diễn ở làng Quỳnh Đôi, Nghệ An. Mẹ của bà họ Hà quê ở Hải Dương. Nhưng Hồ Xuân Hương lớn lên và chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa vùng châu thổ sông Hồng. Đặc biệt trong thơ bà thể hiện cốt cách của miền đất Thăng Long kinh kỳ. Thiên nhiên trong thơ Hồ Xuân Hương thể hiện đa dạng hình bóng và sắc thái các miền quê Bắc Bộ. Bài thơ Vịnh Cái Giếng có lẽ được thi sĩ viết khi còn rất trẻ, hiện ra màu sắc tươi non mơn mởn trong nhịp điệu gấp gáp tinh nghịch của thiếu nữ vừa bước vào tuổi cập kê. Cầu trắng phau phau hai ván ghép, nước trong leo lẻo một dòng thông, cỏ gà lún phún leo quanh mép, cá giếc le te lội giữa dòng. Những bài thơ về thiên nhiên của Hồ Xuân Hương, đặc biệt những bài mang địa danh cụ thể, đều mang tinh thần sáng tạo của Thánh Mẫu trong tín ngưỡng đạo mẫu. Trong bài thơ Hang Cắt Cớ, cho thấy ánh sáng của bà mẹ quyền năng mang tính khởi nguyên của con người vũ trụ. Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt làm đôi mảnh hòm hòm hòm, kẽ hầm rêu mọc, chơ toen hoẹn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm. Hay câu thơ, nứt ra một lỗ hòm hòm hòm. Trong bài Động Hương Tích, tác giả đã khêu gợi hình bóng buổi tạo thiên lập địa, làm nên vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, gợi nhắc đến sự hoài thai sinh nở của kiếp người. Có lẽ điều đặc biệt trong thơ Hồ Xuân Hương khác với những nhà thơ trung đại và cận đại khi nói về thiên nhiên là tác giả thường xuất hiện ở ngôi thứ hai. Ngôi vị này, nhà thơ trở thành một đối tác của nhân vật có tên thiên nhiên. Do vậy, thiên nhiên trong thơ Hồ Xuân Hương thường hiện ra đầy nhục cảm gợi mời.
lườn đá cỏ leo sờ rậm rạp, lách khe nước dỉ mó lam nham. Trong bài Hang Thánh Hóa, cửa son đỏ loét tùm hum nóc, hòn đá xanh dì lún phún rêu. Trong bài Đèo Ba Dội, mẫu gốc nổi bật thứ hai trong thơ Hồ Xuân Hương là phụ nữ Việt xưa. Hình tượng người phụ nữ trong thơ bà hiện lên với số phận bé mọn, bất hạnh, đầy trắc trở và khổ đau trong tình duyên và hôn nhân, nhưng luôn nhẫn nhịn và giàu lòng vị tha bác ái. Bà dám trực diện đấu tranh cho quyền của phụ nữ, phản kháng quyết liệt và trần trụi, chia sẻ tận cùng với những số phận bất hạnh của nữ giới trong xã hội cũ. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Trong bài Lấy Chồng Chung, để lột tả đa dạng chân dung của người phụ nữ Việt xưa, Hồ Xuân Hương thường xưng hô ở ngôi thứ nhất với tâm thế bi hài, pha chút khêu gợi mỉa mai, xen với mời mọc lạnh lùng, đan với chua xót. Một số bài thơ bà xưng em: rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Trong bài Bánh Trôi Nước, hay của em bưng bít vẫn bùi ngùi, nó thủng vì chưng kẻ nặng rùi. Trong bài Trống Thủng, có lúc Hồ Xuân Hương xưng chị: này này chị bảo cho mà biết, chốn ấy hang hùm chớ mó tay. Trong bài Trách Chiêu Hồ, có lần tác giả xưng thiếp: cái tội trăm năm chàng chịu cả, chữ tình một khối thiếp xin mang. Trong bài Không Chồng Mà Chửa, đặc biệt nhất là xưng chính danh Xuân Hương: này của Xuân Hương đã quệt rồi. Trong bài Mời Chầu, có khi nhà thơ xưng thân này: thân này đâu đã chịu già tom. Trong bài Tự Tình, hoặc bà xưng hô một cách lửng lơ: đây. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Trong bài Miếu Sầm Thái Thú, cách xưng hô của Hồ Xuân Hương ngoài mục đích xác định vị thế của tác giả, ta còn thấy thái độ đấu tranh không khoan nhượng của bà vì quyền của phụ nữ trong một xã hội phong kiến cổ hủ đang suy tàn. Hai mẫu gốc nổi bật làm nên một thế giới thơ Hồ Xuân Hương riêng biệt và độc đáo. Các mẫu gốc thường đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng trong trường hợp thơ Hồ Xuân Hương, hai mẫu gốc thiên nhiên và người nữ đã soi chiếu cho nhau, là hình bóng của nhau cùng song hành trong tâm lý ngạc nhiên, háo hức của người đọc. Cả hai mẫu gốc đều mang áp lực lớn và cường độ mạnh đến mức khi chạm vào mẫu gốc này lập tức liên tưởng đến mẫu gốc kia và ngược lại. Các mẫu gốc dưới góc nhìn sáng tạo, tự nó luôn trống rỗng và hoàn toàn độc lập. Nhưng khi được tôi trong lò luyện đan của nghệ sĩ thì được tái sinh trong những hình thức và tinh thần hoàn toàn mới mẻ. Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, đọc thơ Hồ Xuân Hương, ta thường liên tưởng ngay đến những trò chơi ngôn ngữ từ xa xưa như đố tục giảng thanh, đố thanh giảng tục hay những câu ca dao đặc trưng tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Từ các hình tượng trong thơ nôm Hồ Xuân Hương, biên tập viên chương trình cùng nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên chỉ ra nét độc đáo trong nghệ thuật vịnh cảnh tả tình, đưa ngôn ngữ thơ quốc âm lên một thứ bậc mới trong bối cảnh chữ Hán trường quy. Thưa nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, thông qua những cái hình tượng đời sống, cái bánh trôi nước, cái quạt, chúng ta vừa thấy yếu tố nữ quyền đậm đặc ở trong thơ Hồ Xuân Hương, nhưng bên cạnh đó thì cũng thấy được một cái giọng thơ rất là tinh nghịch. Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên có đánh giá như thế nào về cái cách khai triển ý thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương ạ? Phải nói là những bài thơ nôm mang phong cách Hồ Xuân Hương, người ta chọn những cái vật nhỏ nhưng đều là những cái vật hợp, nó trùng với cái ý tưởng của tác giả.
để nói về một chuyện gì đó. Độc giả ấy tiếp thu sau này mới phì cười lên và mới hóa ra nó là thế này, chứ không phải là thế kia. Cái khó và cái tài của Hồ Xuân Hương là chính là chỗ đấy. Tức là tưởng nói cái này là dạng cái kia, mà với một cái ngôn ngữ rất là hó mình, thậm chí là mới lạ và độc nữa cơ. Một cái bài như thế này, cái bài Vị Cái Quạt, một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên này tác hợp tự ngàn xưa, chành ra ba góc ra còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Thì đúng 100% là cái quạt. Thế nhưng mà rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến cái khác. Nhưng mà cái đấy mới là cái sự thông minh. Nói cái cụ thể này nhưng lại gửi gắm cái tình ý kia. Vâng, rất hợp với lại quan niệm hay là cái cách suy nghĩ là cách liên tưởng của dân gian, đúng không? Đấy, cái đấy mới là quan trọng. Vâng. Tôi cho đấy là yếu tố quan trọng nhất, là nói ra những điều dân dã nhất, đơn giản nhất, nhưng nó rất phù hợp với cái tâm thức số đông. Liên tưởng thú vị, mang lại tiếng cười sảng khoái, và người ta có thể đọc đi đọc lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần, người ta vẫn không thấy chán. Vâng. Đấy. Mặc dù đấy, những cái bài thơ nôm của Hồ Xuân Hương chưa phải là những kiệt tác, thế nhưng mà đọc bài nào người ta vẫn đọc được bài. Kiệt tác nó có những cái tiêu chí khác. Đây chỉ là những bài thơ nôm bình thường, vâng, nhưng mà lại rất thú vị và tạo nên được một phong cách Hồ Xuân Hương. Vâng. Thì đấy là một điều đáng quý nhất. Vâng, và những cái người bình dân nhất đều có thể đọc ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi mà bắt gặp cái hình ảnh ấy hoặc là ở trong đời thường, mà theo tôi nghĩ là nó góp phần rất là lớn vào việc giống như là một cái món ăn tinh thần đối với người bình dân, mà ở trong cái bối cảnh mà họ là những người ít học chẳng hạn, thì những cái bài thơ nôm của Hồ Xuân Hương tác động rất là thú vị vào cái thưởng thức của công chúng bình dân, phải không ạ? Vâng, đúng như chị nói, những bài thơ nôm của Hồ Xuân Hương ấy là một cái cầu vững chắc nhất để nối cái văn chương bác học với văn chương bình dân. Nói cái đời sống tinh thần ở quan trường với lại cái đời sống dân dã ở chốn đồng quê. Nói là thơ đấy, nhưng mà gần với khẩu ngữ, gần với những cái điều người ta biết. Mặc dù không phải bài nào cũng được biểu hiện đầy đủ điều đấy. Tuy thế nhưng mà phần lớn cái phong cách Hồ Xuân Hương, những bài thơ được gọi là của Hồ Xuân Hương là đều biểu hiện được cái việc đấy. Rất rõ, bà viết về chùa, viết về Phật, viết về đánh đu, viết về bánh trôi, viết về quả mít, rồi viết về quả dứa, rồi viết về cái quạt. Tức là những cái rất là gần với đời sống nhân dân, nhưng mà được biểu hiện bằng một ngôn ngữ bác học đàng hoàng. Đấy, nói như thế. Hai là độc đáo của Hồ Xuân Hương ở chỗ là cái ngôn ngữ biểu hiện rất là dân dã, nhưng mà được chất lọc, rất là kỹ càng, cho nên nó đạt đến cái giá trị thẩm mỹ rất cao. Đấy, cái bài cái quạt mà tôi vừa đọc thấy nó không có cái gì là cao siêu, nhưng mà chứa đựng những cái hàm ý, những cái ngôn ngữ được chất lọc rất kỹ, chứ là không nói bừa, nói đúng như tả cái quạt thật. Cái phong cách Hồ Xuân Hương là một đi không trở lại và duy nhất trong văn học Việt Nam có một cái phong cách thơ nôm như thế. Vâng, có thể thấy là một lần nữa thì cái sự xuất hiện của nhà thơ Hồ Xuân Hương và những cái bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương thì cho chúng ta thấy là thơ nôm không chỉ là những cái điều nó bật ra từ cái khẩu ngữ hay từ những cái lời nói rất là thông thường, mà là cả một cái sự tinh luyện về mặt ngôn từ, đúng không ạ? Thì mới có thể có những cái bài thơ lưu truyền rộng rãi như là những cái bài thơ của Hồ Xuân Hương chẳng hạn. Đúng như chị là này, nếu mà gọi là quốc ngữ, thời Hồ Xuân Hương sống phải là chữ hán, chứ không phải chữ nôm. Nhưng mà cái chữ nôm ấy, trong thơ Hồ Xuân Hương này, nó khẳng định là cái giá trị vĩnh hằng của những cái con người bằng xương bằng thịt, những người lao động. Nó như là một cái sự phản biện đối với dòng thơ quan trường, dòng thơ chữ hán. Nói đến những cái chuyện đại sự, đạo đức, còn đây không. Đây nó chỉ là như là mô tả một cái sự vật. Đấy. Hay là mô tả một cái hiện trạng nào đấy, chứ không hề mang sẵn những cái định đề trước, những ý tưởng về mặt tư tưởng Nho giáo trước. Tất cả những cái đấy là những dân dã, cái sự vật hiện tượng của đời sống người dân lao động bình thường. Đây vừa là một tiếng nói phản biện, vừa là tạo nên cái thế cân bằng hơn giữa văn học quan phương và văn học bình dân. Vâng, cảm ơn nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên. Một đèo lại một đèo, khen ai khéo tạc cành treo leo. Cửa son đỏ loét tùm hùm nóc, hòn đá xanh
gì luôn phun rêu. Lắc lèo cành thông, cơn gió thốc đầm bìa lá liễu giọt sương reo. Hiền nhân quân tử ai là chẳng mỏi gối chồn chân, vẫn muốn trèo. Lối thơ khẩu khí táo bạo của nữ sĩ Hồ Xuân Hương ngày nay khi chúng ta đọc lại cảm thấy vô cùng thích thú. Thế nhưng trong thời đoạn vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, người phụ nữ truyền thống phải giữ nét đoan trang kín đáo, thậm chí phải sống khép mình khuất lấp. Những câu thơ như trong bài Đèo Ba Dội quý vị và các bạn vừa nghe qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Văn Chương phải nói là phạm vào cấm kỵ. Nhìn hiện tượng thơ nôm, phong cách Hồ Xuân Hương theo hướng cổ suý đường đi của hiện đại hóa, nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cho rằng bà chúa thơ nôm là một nhân vật thức thời và độc đáo, tới nay chưa có sự lặp lại. Bà chúa thơ nôm, một cái giọng thơ nữ thời bấy giờ, trải suốt bao nhiêu thế kỷ và đến bây giờ vẫn đầy những giá trị. Thơ vừa hiện sinh, vừa đặc biệt khác lạ. Những cái trang thơ có thể nói là đẻ đời mà không phải đến hôm nay, còn rất nhiều năm sau nữa. Tất nhiên trong ấy nó có những cái dị bản, có những cái thêm thắt của những người yêu Hồ Xuân Hương. Nhưng về cái gốc cơ bản thì những tác phẩm của Hồ Xuân Hương là những cái tác phẩm mà người đời hôm nay, mai sau còn phải trân trọng. Cái đặc trưng của bút pháp Hồ Xuân Hương trong những bài thơ nôm của bà là tinh nghịch, tưởng trong ấy là cả một cái sự tục tằn, ví dụ như thế mà trong có một thời gian người ta quy định như vậy, bởi vì người ta quy định rằng là cái câu chữ trong văn chương là phải thanh tao. Thế nhưng đến khi bây giờ chúng ta tiến dần đến đâu sự hiện đại, thơ hiện đại bây giờ đi dần hiện đại, tức là đến gần tới những cái vấn đề nhạy cảm, những vấn đề tinh tế sâu kín nhất của con người, thơ văn tác giả nào mà viết chạm đến đấy được mà không dung tục thì tồn tại và được rất là quý. Thưa với các bạn rằng Hồ Xuân Hương đã làm cách đây mấy thế kỷ rồi. Những cái câu chữ của Hồ Xuân Hương nó khác cái thơ hiện đại hôm nay chăng, nếu có chăng là ở cái chỗ nó được tác giả gióng hẳn vào vần luật, niêm luật tử tế. Nó vừa lúng liếng bóng chữ, một lạch đảo nguyên đôi gò bồng đảo, mà người ta hình dung ra tất cả những cái đấy. Hồ Xuân Hương cho đấy là sự tiên cảnh của kiếp người. Cùng thời lúc bấy giờ thì người ta lại coi những cái chỗ ấy, những cái khu vực ấy là những cái chỗ cần phải che chắn thật kỹ, thì Hồ Xuân Hương lại đặt ngay nó lên cái mâm sang trọng nhất của văn chương bằng những bài thơ. Tôi trân trọng cái điều này, và nó bằng sự sang trọng cơ. Đôi gò bồng đảo xương còn ngậm, một lạch đảo nguyên suối chửa thông. Những cái câu như thế cực kỳ ít trong văn chương Việt Nam suốt cả một quá trình hình thành cho đến hôm nay. Trong cái Đèo Ba Dội cũng như thế. Cửa son tiếng ngắt lơ thơ móc, đường đá xanh gì lún phún rêu. Toàn bộ những cái từ nó mang tính chất lay gợi rất mạnh. Những cái tính từ toàn sự lay gợi. Người ta sẽ hướng ý nghĩ của mình đến những cái vấn đề nhạy cảm trên cơ thể của con người. Và điều ấy là một thành công. Câu chữ chỉ lay gợi rõ ràng, tả cảnh, tả động núi non mà thu cả vào trong cơ thể cô gái, một người đàn bà. Thì đấy, mẹ của thiên nhiên và cái người mẹ của loài người, của con người, chính là những người phụ nữ, đã được nâng tầm đến mức rất cao, rất đẹp. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các giai thoại còn lại tới hôm nay, nữ sĩ Hồ Xuân Hương hiện lên với dung mạo và tính cách đầy sống động. Bà dùng thơ sắc sảo đáo để một cách trao chát đời thường, khiến nhiều tao nhân mặc khách lắm khi cũng phải nín lặng. Đôi mẩu chuyện sau ghi lại điều đó. Một buổi sáng, Hồ Xuân Hương đi chợ về, vừa bước vào ngõ căn nhà lá ở Hồ Tây, Hà Nội, được nữ sĩ đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Gặp lúc trời mưa, sân có bùn lầy, nên bà bị trượt chân và ngã sóng xoài. Khi ấy, trong nhà nữ sĩ có nhiều chàng văn nhân nho sĩ đang ngồi đợi, đều trông thấy, và có người đã cười ồ. Vừa chống tay đứng dậy, Hồ Xuân Hương vừa ứng khẩu đọc hai câu thơ nôm theo thể thất ngôn đường luật để chữa thẹn. Giang tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất ngắn dài. Nghe vậy, các văn nhân tài tử đều im bặt. Lại một tinh mơ khác, Hồ Xuân Hương cùng chị em phụ nữ đang giặt quần áo ở một bến nước ven Hồ Tây. Bỗng trên con đường cái gần chỗ ấy có một đoàn người đi qua. Đây là đoàn người hộ tống một vị quan chỉ giữ một chức vụ không lớn trong triều đình, song lại thích có tiền hô hậu ủng. Lính đi trước kiệu quan loa báo dẹp đường, lính đi sau kiệu quan cầm giáo bảo vệ. Toàn thể chị em đều ngừng việc giặt rũ, đứng dậy nghiêm trang im lặng. Riêng Hồ Xuân Hương tỏ vẻ không hề hay biết, vẫn cúi khom người giặt rũ. Thế vậy, vị quan cho dừng kiệu, rồi sai lính xuống gọi nhân vật cá biệt lên để trị tội phạm thượng. Nhưng biết Hồ Xuân Hương là người quen, lại là nhà thơ, nên vị quan ấy chỉ ra lệnh cho bà đọc thơ để chuộc lỗi. Suy nghĩ chốc lát, Hồ Xuân Hương thong thả đọc hai câu thơ nôm theo thể thất ngôn đường luật. Võng đào ông lớn đi trên ấy, váy đụp bà con vỗ dưới này. Biết không thể trị tội được Hồ Xuân Hương, vị quan đã giục quân lính đi ngay. Hồ Xuân Hương và chị em được một bữa cười nói hà hê vui vẻ. Phùng Khắc Khoan được người đời suy tôn là Trạng Bùng, tức ông Trạng ở làng Bùng Sơn Tây, từng viết câu đối nôm. Đang lúc vội vàng chàng muốn những, bây giờ thong thả thiếp xin mời. Câu đối này lấy ý từ lời ca dao. Đang khi lửa tắt cơm sôi, lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem. Bây giờ lửa đã cháy lên, lợn no con nín, tòm tem thì tòm. Về sau, khi đọc hai vế đối của Phùng Khắc Khoan, Hồ Xuân Hương băn khoăn. Câu đối của Trạng Bùng lại có hai nhân vật, chàng và thiếp, mà lời ca dao chỉ miêu tả một nhân vật, người phụ nữ nông dân. Do đó, bà đã chữa lại câu đối của Trạng Bùng cho phù hợp hơn. Đang lúc vội vàng, rẻ, bây giờ thong thả, nào. Chuyện rằng có một chú khách, người Trung Quốc ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây chạy loạn sang Việt Nam, làm nghề bán kẹo, lạc đường, biết tiếng văn chương tài giỏi của Hồ Xuân Hương, cũng đã tìm đến Cổ Nguyệt Đường để làm quen tán tỉnh với ý đồ lấy làm vợ. Hồ Xuân Hương không muốn tiếp chuyện anh chàng này, đã ra vế sướng và thách đối với điều kiện. Nếu đối được thì sẽ tiếp tục ngồi chơi, nếu không đối được thì phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Vế sướng của Hồ Xuân Hương như sau. Chân đi hài hán, tay bán bánh đường, miệng nói líu lường, ngây ngô ngây ngố. Vế sướng của Hồ Xuân Hương có nghệ thuật chơi chữ ở chỗ, đã khéo kết hợp một số động từ đi, bán, nói với một số danh từ, tính từ, vừa thể hiện rõ nguồn gốc nghề nghiệp, phong thái bất thường của chú khách,
vừa chỉ tên gọi một số triều đại phong kiến nổi tiếng của Trung Quốc, Hán, Đường, Ngô. Chú khách ấy không đối được, đành phải bước ra khỏi Cổ Nguyệt Đường. Mười bảy hay là mười tám đây, cho ta yêu dấu chẳng rời tay. Mỏng dây chừng ấy chành ba góc, rộng hẹp giường nào cắm một cây. Càng nóng bao nhiêu thời càng mát, yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày. Hồng hồng má phân duyên vì cậy, Chúa giấu vua yêu một cái này. Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ nôm Vịnh Cái Quạt 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua phần trình bày của nghệ sĩ Hoàng Vinh đã kết lại Tìm Trong Kho Báu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Võ Hà chủ biên với sự kết hợp của các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hương Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau.